tháng 10 năm 2002, Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Tin học Ứng dụng UIA đã tổ chức thực nghiệm khoa học nói chuyện với người âm, trong dân gian thường gọi là gọi hồn. Đây là đề tài khoa học thực nghiệm của ba cơ quan: Liên hiệp UIA, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm Văn hóa Kỹ thuật Truyền thông. Địa điểm thực nghiệm 93B đường Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội. Điện thoại 0478456 13. Đặc điểm của cuộc giao tiếp là mọi người đều có thể yêu cầu được gặp người quá cố từ bốn đời tứ đại trở lại. Nội dung thường hỏi đất đai, nhà ở, mồ mả, bàn thờ, việc thi, thờ cúng, sức khỏe, việc làm ăn hiện tại, và được người âm của gia đình mình trả lời. Khi đến gặp không cần hoa quả, hương đèn, lễ bái như các nơi khác. Khi gặp chỉ nói rõ tên của mình, địa chỉ và xin gặp ai, ví dụ ông bà, bố mẹ, anh chị em, thì lập tức được gặp ngay. Tôi đã theo dõi những buổi nói chuyện với người âm của hơn 30 gia đình. Tôi chỉ ghi chép những điều tôi đang quan tâm, nghiên cứu về cõi giới vô hình, như cơ cấu tổ chức, sự lãnh đạo và chỉ huy ở cõi vô hình, sống và hoạt động của các linh hồn chết, những tục lệ thờ cúng, đi lễ của người trần có tác dụng đến người âm không, mối quan hệ của người âm với người còn sống trên cõi trần, hình thức và sự biểu hiện của mối quan hệ đó. Trước đây tôi đã giới thiệu tài liệu nói chuyện với người chết qua máy ghi âm điện tử ở Mỹ, còn ở đây thì nói chuyện với người chết qua cỗ máy sinh học tinh vi là con người, vừa nhanh chóng vừa thuận tiện lại không tốn kém gì. Bạn đọc và các nhà nghiên cứu khoa học tâm linh muốn nghiên cứu cõi giới vô hình, xin mời đến nghe các buổi nói chuyện với người chết của các gia đình, rồi cùng chúng tôi hợp tác viết tiếp các phần sau của tài liệu này. Đời sống tâm linh và an ninh tư tưởng. Chúng ta thừa nhận rằng trong đời sống có nhiều hiện tượng kỳ lạ. Cậu bé làm thơ, người làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã làm sửng sốt bao nhà thơ, nhà khoa học, cũng là một hiện tượng lạ một thời. Computer với những tính năng tuyệt vời đã đem lại cho con người bao nhiêu lợi ích, cũng là một hiện tượng lạ. Tuy nhiên, lạ trở thành không lạ nếu tất cả được soi sáng dưới ánh sáng khoa học. Con người có những khả năng tiềm tàng thật kỳ diệu, cũng như giới tự nhiên, còn bao nhiêu điều cho đến nay tiến bộ của khoa học và công nghệ vẫn chưa đủ sức giải đáp được tất cả. Hiện tượng ông Liên, cô Hằng, Hà Nội, cô Phương, Thanh Hóa đã làm cho người ta nửa tin nửa ngờ, ít nhiều cũng tạo nên sự xáo trộn về tâm lý xã hội. Nhà nước ta đã đồng ý để một cơ quan nghiên cứu tiềm năng con người nhằm từng bước lý giải những hiện tượng kỳ lạ. Như vậy, nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu lý giải tiềm năng con người, phục vụ đời sống con người, đồng thời giữ vững an ninh trong đời sống tinh thần xã hội, không tránh né trước các hiện tượng kỳ lạ, cũng không áp đặt suy nghĩ của riêng ai trước các hiện tượng nảy sinh trong đời sống con người. Tài liệu của các hội thảo khoa học, những công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiềm năng con người, trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng, cần được quản lý chặt chẽ, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc biến thành công cụ tuyên truyền trục lợi, gây mất ổn định tâm lý xã hội. Văn Hùng, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đăng trên Thế giới trong ta, số 133 năm 2001. Lời hay ý đẹp. Các nhà bác học vĩ đại Mendeleev viết, đừng cố tình làm ngơ như không biết đến hiện tượng thần giao cách cảm mà cần phải xét vấn đề một cách chính xác, nghĩa là xem trong đó cái gì thuộc về lĩnh vực tự nhiên ai cũng biết, cái gì thuộc ảo giác và trí tưởng tượng, cái gì thuộc việc lừa dối đáng xấu hổ, cuối cùng có cái gì đó thuộc hiện tượng xưa nay chưa được sáng tỏ xảy ra theo những quy luật tự nhiên mà ta chưa từng biết đến chăng. Nếu ta biết nhìn vấn đề như thế thì những biểu hiện của năng lượng tâm thần mất ngay dấu ấn thần bí và sẽ không còn cái gọi là mê tín dị đoan nữa. Giữa các hiện tượng có thật về năng lượng tinh thần và hành động mê tín dị đoan có một ranh giới dứt khoát mà một nhà khoa học chân chính nào cũng phải sáng suốt, thận trọng để phân biệt được cái giả, cái thật. Einstein nói,
cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. Chính cảm xúc này đã khiến cho khoa học chân chính nảy nở. Nhưng ai không có những cảm xúc đó, không còn biết ngạc nhiên, mà chỉ biết ngẩn người ra vì sợ hãi thì sống cũng như chết. Cảm thấy điều huyền bí mà ta chưa giải thích nổi là vì khả năng ít ỏi đáng buồn của chúng ta. Chúng ta mới hiểu biết một phần nhỏ bé của quy luật cao siêu và lộng lẫy của tự nhiên. Về đất cát, nhà ở. Đất cát của ai, ở đâu, kể cả cơ quan xí nghiệp đều có người âm quản lý. Không hỏi phần âm, phạm sai lầm khó gỡ. Hỏi phần âm là hỏi những người trong gia đình mình đã chết. Họ liên hệ với phần âm quản lý đất ở đó, rồi trả lời cho con cháu gia đình biết. Những người chết từ bốn đời đều được về với gia đình, ai về nhà nấy. Con cháu có tâm luôn luôn nhớ tưởng tổ tiên ông bà, cầu xin thì được các cụ tứ đại ông bà về độ trì cho. Ai không nghĩ đến thì ông bà không về, họ có công việc ở phần âm. Ai thích học nghề gì, việc gì thì học, rèn luyện ở cõi âm để vượt thiên, trong thời gian bốn đời sau thì đầu thai trở lại cõi trần. Việc đất đai nhà ở của chủ gia đình nào thì thuộc thổ công nhà ấy quản lý. Nếu vi phạm phần âm như có mồ mả hài cốt, đất của miếu mạo đền chùa thì phải nhờ phần âm của gia đình mình liên hệ, hỏi thổ công mới biết rõ nguyên nhân và cách hóa giải. Khoa học như cảm xạ, học bói toán, thầy pháp, thầy cúng không giải quyết được. Vì chuyện người âm thì chỉ có người âm hiểu luật cõi âm mới giải quyết đúng. Người trần giải quyết theo sách vở của người trần đều sai lầm, không đúng luật của cõi âm. Luật của cõi âm cũng theo thời gian có thay đổi, giống như cõi trần, theo như cũ cũng là không đúng. Khi người chủ gia đình chết thì thổ công cũng thay đổi. Thổ công mới thay thế, điều đó có quan hệ đến số mệnh, đến tâm đức của người chủ gia đình. Lâu nay, người trần hiểu thổ công là quản lý đất đai tài sản khu vực đó một cách vĩnh viễn là không đúng. Thổ công khác thần linh như công an khu vực của người trần vậy. Xây dựng nhà, mua đất đai phải chọn ngày giờ, xây đúng hướng. Cửa chính quan trọng lắm. Phải đúng kích thước, phải hỏi người âm nhà mình, hướng dẫn cho. Dùng thước lô ban không chính xác đâu. Tuyệt đối không nhờ người khác động thổ, mượn họ thì họ là chủ. Mình và người âm nhà mình lại là người ở nhờ. Xảy ra trường hợp mượn người động thổ thì người âm dòng họ mình bực tức lắm mà con cháu ở cõi trần không biết. Vì người âm nhà người đó đến tranh giành quyền nhà ở. Đất nhà ở có tâm tà vì hài cốt ở dưới, hoặc khi đổ đất làm nền tuy không có xương cốt, nhưng là đất có phần máu thịt tan giữa thì phần âm vẫn nhập vào quấy phá. Đất nhà ở mà động là do mấy điểm sau đây. Có xương cốt mồ mả, thịt máu của người âm. Mồ mả của dòng họ đào bới có sai phạm. Đất ở, cơ quan là nền đất chùa, miếu mạo. Tâm đức của người nhà mình có sai phạm với phần âm. Tâm đức của cha ông sai trái, nay con cháu gánh chịu. Làm nhà không nệ kim lâu. Năm kim lâu vẫn có ngày trực, tháng tốt, ngày tốt. Hỏi người âm nhà mình sẽ chỉ ngày giờ tốt mà xây nhà. Tuyệt đối không mời thầy pháp, thầy cúng, yểm bùa chú ở nhà mình. Có gia đình mời thầy trừ ma, yểm bùa chú, sau đó bị tai nạn ngay. Một vong là con nói với mẹ: mẹ mời thầy về yểm bốn hướng nhà mà con vẫn về được đấy. Ma là các vong người trong gia đình bốn đời của nhà mình, chứ không phải ma là người nhà khác mà vào được đâu. Theo luật cõi âm, và có thổ công quản lý, không ma nào được ra vào nhà người khác cả. Trước năm 2000, có một số thầy có khả năng yểm bùa, có tác dụng một số việc nhất định. Từ sau năm 2000 thì không còn tác dụng nữa. Nếu làm thì có hại cho gia đình người thầy đó. Họ không hiểu luật cõi âm đấy. Đất nhà ở của ba gia đình Hưng Yên, 10 người bệnh kinh giật, Thái Bình 6 người chết trong thời gian ngắn, Quảng Trạch, Quảng Bình có 6 người điên là bị phạt âm,
đất đền chùa và ông cụ của họ xưa kia là tên đao phủ độc ác, nay con cháu phải trả nghiệp quả. Họ đến trực tiếp gặp cô Thiên Đình. Cô Thiên Đình là thể hiện ánh sáng, không phải là đàn ông hay đàn bà, gọi và xưng cô là để hợp tâm lý người cõi trần. Đấy là lời cô giải thích. Cô Thiên Đình sẽ giúp cách hóa giải. Nhà đất nào cũng có ma tà ở quấy phá thì nhà ngoại cảm, thầy bùa, cảm xạ học không giải quyết được. Ở cõi âm cũng có từ cấp xã đến trung ương. Phải có người âm, có quyền chức cao mới gọi thổ công và người âm ở đó hỏi nguyên nhân và có cách giải quyết đúng thì mới hóa giải được. Nếu nhà nào bị bùa yểm thì cô gọi người âm nhà bị yểm hỏi và giải quyết là xong ngay. Làm nhà có 3 lần rất quan trọng. 1 là động thổ, 2 là đổ mái, 3 là ngày giờ dọn về nhà ở. Nhà hoàn hảo, loại 1 là con cái hòa thuận, làm ăn đúng hướng, đúng khả năng và phát triển, không ai tranh giành kiện cáo trong nhà và người ngoài, nội bộ đoàn kết, ngược lại là nhà có vấn đề. Một vong là con nói với bố. Cơ quan bố làm trên đất, xưa kia là đình cổ, là miếu, lại còn đập phá miếu làm nhà máy, nên gặp tai nạn lao động. Muốn giải hạn, giám đốc nhà máy phải gặp, xin cô Thiên Đình giải hạn thì mới yên ổn được. Một vong khác nói với mẹ về công việc ông bác, là anh của mẹ và mẹ là em ruột, hai anh em đang tranh giành nhau về đất. Vong người con nói, bác tranh chấp với mẹ, mẹ cứ giao nhà cho bác, người trần không tranh chấp được đâu, con sẽ độ cho mẹ mua một nhà nhỏ khác mà ở. Con vẫn ở lại nhà cũ, người âm với người âm sẽ giải quyết. Gia đình bác về ở, không ở được đâu. Bác tâm không tốt, xấu bụng, phạm âm. Hễ ngủ thì con dựng giường lên, đó là việc ma làm mà. Bác sợ không ở được, sẽ trả lại nhà cho mẹ thôi. Đất nào cũng có người âm cả, chỉ có là họ đã vượt thiên đi đầu thai hay chưa mà thôi. Phải hỏi người âm nhà mình mới biết. Nhà mình mà cho thuê, cho người ta ở nhờ là phải chọn ngày. Nếu trúng ngày người thuê ở nhờ mà mệnh lớn, lấn át mình thì hậu quả rắc rối, gay go lắm. Nhà ở tốt thì người âm trong gia đình cũng thích ở. Nếu bố bán đi thì khác nào đuổi người âm nhà mình đi chỗ khác. Ấm tổ mới đẻ trứng đẻ con. Nếu bố bán nhà hiện đang ở thì anh con đang học nước ngoài không thành tài mà còn hư hỏng và bố sẽ làm ăn lụn bại đấy. Về mồ mả. Mồ mả trong 4 đời phải chôn kín cố định, chọn đất, hướng huyệt, xây gạch, đặt áo quan rồi lấp kín. Sau đó không xây, không ốp gì cả. Nếu xây bới, động mộ sẽ gây tai họa đấy. Vì làm xáo trộn vong linh người âm đang yên tĩnh tu luyện ở cõi âm để mau chóng vượt thiên đầu thai kiếp khác. Đến thăm mộ, chỉ khấn xin phép thổ địa, thần linh, không thắp hương ở mộ, không khấn gọi tên người chết ở tại mộ. Việc ấy chỉ làm tại nhà mình trước khi đi thăm mộ. Nếu ra mộ khóc lóc, gọi họ, thì hồn họ đang ở cõi cao đi xuống nhập lại hài cốt, thì tốc độ rung động của năng lượng, linh hồn sẽ chậm chạp nặng nề, phí công tu luyện những thời gian qua. Họ phải tu luyện lại, nguy hiểm lắm. Mặt khác, như vậy là làm xáo trộn quy luật cõi âm, nên có liên quan tác động đến cõi trần. Có gia đình không biết, cất mộ xong, thì con cháu gia đình đau ốm gặp tai nạn. Chọn ngày địa điểm chôn chặt một lần là đảm bảo. Nếu chính quyền bắt rời mộ thì phải chấp hành theo pháp luật, nhưng phải biết cách làm như sau. Khấn. 1. Khấn thổ địa thần linh khu vực có mộ sắp rời. 2. Khấn bà cô tổ dòng họ nhà mình cho rời mộ của tên họ. 3. Chôn và cất nơi nào? Địa điểm mới. 4. Nếu có gì con cháu không biết xin bỏ qua tha thứ. 5. Còn sai phạm điều gì về phần âm thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm. 6. Đến nơi mới cũng làm đủ thủ tục như khi chôn cất người chết. 7. Không nên mua đất làm mộ giả trước,
làm xong thì con cháu có người chết. Nơi đào huyệt có thổ địa thần linh, con cháu người nhà nào đi đào huyệt phải khấn như sau: con tên là chấm 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 ở chấm 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 chấm, xin thổ địa thần linh quản lý đất ở đây cho phép con gửi xác mẹ hoặc ông bà tên là ở nơi đây. Khi nhập áo quan cũng nhắc lại và nói thêm: nếu người trần trong gia đình có gì sai sót, xin thổ địa thần linh thần hoàng ở đây tha thứ bỏ qua cho. Một vong nói với mẹ: các bác quy tập mộ ông bà là độc đấy, làm xáo trộn mồ mả là mang họa. Tốt nhất là mẹ nên khuyên các bác không nên quy tập mộ các cụ nữa. Một âm tồn tại bốn đời tu luyện, rồi mới vượt thiên đi đầu thai. Mồ mả bia phải dùng tiếng Việt, không dùng chữ Hán, chữ Nôm. Tối kỵ là yểm bùa trăm quan tài. Mất mộ là mất phần xác, không ảnh hưởng đến linh hồn, không cần tìm mộ, không nên quy tập mộ về một chỗ. Ai có tâm nhớ ông bà tổ tiên thì thờ trong tâm. Vong người con nói với bố: nhà mình đón thầy sửa mộ, thầy yểm đầu chó vì mệnh thầy nhỏ hơn người âm nhà mình. Sau 3 tháng, anh con chết, đúng không? Ông bố gật đầu: đúng. Gia đình mình xảy ra tai nạn, vợ xa chồng, con xa bố, có người thay đổi công tác, đi nơi xa, phải nghiêm cấm việc động mộ, mời thầy coi bốc mộ nguy hiểm lắm. Đào mộ, rời xương cốt đi, nhưng còn máu, da thịt ở đó, người âm không đồng ý, nên làm khó khăn cho con cháu, đó là phạm quy luật. Cảm sợ học tìm mộ là không tốt, không phải là làm phúc đâu, là phạm âm đấy. Phần linh hồn thoát ra về với con cháu rồi, ai không biết mời họ về thì họ ở cõi âm tu luyện học tập. Trẻ thì ở cô nhi viện. Từ khi bố dùng cảm xạ học, con lắc, trứng đũa, tìm mộ thì buôn bán làm ăn lung tung, vắng khách đi, có đúng không? Ông bố: đúng. Cách đây 5 năm, nhà mình rời mộ ông nhưng nhầm mộ người khác, vì trẻ con đã nghịch rời bia trên mộ ông sang mộ khác. Vậy là ma nhà người khác vào nhà mình đấy, gây trong nhà lục đục nhiều khó khăn. Mặt khác khi cúng nó hưởng, người âm nhà mình không về, nó hưởng xong, nó về nó độ cho nhà nó, cho con cháu nhà nó, có láo không chứ? Xung quanh nghe cười. Tại người trần hay đào mồ mả mà bốc nhầm là tai hại lắm. Bàn thờ, thờ cúng, đi lễ. Bàn thờ để quay mặt ra hướng cửa chính, cao thấp to bé tùy nhà, để bát hương sát bàn thờ, một bát hương một lọ hoa thế thôi. Không nên mời thầy đặt bát hương, bàn thờ, tự mình làm lấy, dùng hương thường, không dùng hương tẩm hóa học, thơm mà độc, nguy lắm, nhất là trẻ con hít phải. Mời thầy họ yểm vào bát hương, nguy hiểm. Tổ tiên ông bà yêu cầu con cháu có cái tâm. Tâm đây là tin vào tâm linh. Tâm linh là tâm trong sáng, tâm có đức, tin có tổ tiên ông bà. Con người có phần xác và phần hồn, là linh hồn, tin có linh hồn là tâm linh. Tổ tiên tồn tại 4 đời ở bên cạnh con cháu mà không biết thế thôi. Lúc ăn thì mời như khi còn sống, đó là có cái tâm nhớ tổ tiên ông bà, không phải đến ngày giỗ mới về. Khi cúng phải khấn xin thổ công nhà mình, cho vong linh người nhà mình về thì mới được vào nhà. Người chết già còn ở gần cõi trần, chưa được tu luyện lâu. Sự rung động năng lượng linh hồn còn gần cõi trần, nên họ còn hưởng mùi hương của hoa quả, thức ăn khi con cháu cúng dỗ. Còn người chết trẻ chưa có tội lỗi ở cõi trần, sảy thai 1-2 tháng, chết trẻ khi còn bú, thì thời gian siêu thoát để vượt thiên rất ngắn. Nên các vong chết trẻ rất thiêng, không cần cúng lễ, chỉ cần cái tâm luôn nghĩ đến họ là họ có mặt độ trì cho người thân trong gia đình. 6:30 sáng ngày 23 tháng Chạp hàng năm, cúng tiễn đưa táo quân về trời. Không nên đốt vàng mã, áo quần giấy, cá chép sống. Táo quân không dùng những thứ đó. Cúng bằng tiền thật, táo quân chứng cho cái tâm của người cúng rồi báo cáo lại với thiên đình cái tâm thành đó. Ý nghĩa là vậy,
còn đổi tiền thật lấy tiền giả. Áo quần mũ giả, rồi đốt đi thì táo quân đâu có dùng và cũng không có hình bóng để báo cáo. Tiền thật, áo quần thật cúng xong thì ta dùng tiêu. Mặc quần áo đó, người âm của dòng họ mình nương theo bóng đồng tiền áo quần đó mà độ cho con cháu làm ăn nhiều tiền. Mặc áo đó sẽ được khỏe mạnh, bình an. Sau đó, đốt chân hương, lau dọn sạch sẽ. Chân hương đốt xong, gói cho, ném xuống ao hồ. Bát hương bàn thờ thay mới thì cái cũ cũng bỏ xuống ao hồ, sông. Cấm vứt vào sọt rác, làm sai sẽ bị đau, nhức đầu. Người âm chỉ cần cái tâm của con cháu, không cần có bàn thờ hay không. Cầu khấn ngay cả ở bàn uống nước, nơi làm việc, khi nằm, khi đi ngoài đường, khi ra khỏi nhà, cầu khấn ai xin gì, người đó sẽ độ trì cho mình. Khi cúng phải có 6 bát, 6 đôi đũa, 2 bát cho cụ tứ đại, 2 bát cho bố mẹ nếu đã qua đời, 2 bát cho họ hàng. Người già hưởng mùi hương, điều khiển mùi hương thức ăn vào bát. Người chết trẻ không cần, cúng khấn 5-10 phút thôi, không để lâu. Cúng xong là lộc nhà mình, con cháu hưởng, không mang cho người khác. Phải cúng tiền thật, chia 3 phần. Một phần cho người được cúng, một phần cho thổ địa, thần linh và táo quân đủ 3 vị. Và một phần cho các cụ tứ đại, ông bà, cúng xong dùng tiền bình thường. Tiền dùng vào việc có ích thì được người âm độ. Nếu dùng vào việc phi nghĩa như buôn lậu, đánh bạc, rượu chè, be bét, thì người âm không chứng, họ khó chịu, bực mình và còn bị quở phạt nữa. Bán vong cho chùa, hoặc bố mẹ chết đưa lên chùa để ăn mày cửa Phật là hiểu sai lầm. Chùa là để người trần tu hành, không thu nạp hồn người chết. Sau khi chết một thời gian, họ về với gia đình, sum họp với con cháu như khi còn sống. Người trần không biết mà thôi. Họ giúp đỡ con cháu để tu sửa cái tâm, làm ăn lương thiện. Ai biết thì âm phù dương trợ, con cháu sống làm ăn khá lên. Đi lễ đền chùa cũng phải đúng quy tắc người âm. Trước khi đi, trình tiền đi lễ lên bàn thờ nhà mình, xin tổ tông ông bà chứng cho lòng thành của con cháu lên chùa đền mẫu lễ Phật Thánh Mẫu. Khi đến chùa đền, phải đi ngay vào ban thờ chính, đặt tiền khấn tên con ... lòng thành xin công đức nhà chùa Thánh Mẫu số tiền là ... xin thánh thần Phật Mẫu chứng giám. Người trần có gì sai trái xin ... tha thứ. Sau đó cầm số tiền đó bỏ vào hòm công đức thì người âm mới chứng cho. Tức là người âm nhà mình gặp nói với người âm quản lý cái chùa đó, tức là thổ công, chứ không phải Phật Thánh Thần Mẫu luôn có mặt ở đó để chứng cho mình. Lâu nay người trần hiểu sai, làm sai, đi cũng lễ mãi cũng vô ích, có ai chứng cho đâu. Các anh em ruột là con trai, ai soi trước mời các cụ tứ đại về thì các vong về nhà người ấy trước, không phải cứ là con trai trưởng thờ cúng là các cụ về đâu. Người âm trong dòng họ chạm người con trai đứng đầu dòng họ, không phải là trai trưởng mà là người con trai nào có tâm đức, thành tâm tưởng nhớ tới ông bà, cầu khấn thì họ về. Khi về thì các vong ngự, tức là đứng trên hoa tươi đang nở. Vậy dòng họ phải chọn người có tâm đức chứ không nhất thiết là con trai trưởng. Nhà không có con trai, nếu chết cả thì chọn con dâu, cũng chọn người có tâm đức để lo việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Đây là sự hướng dẫn của người âm cho các gia đình hỏi về vấn đề này, khác với tục lệ lâu nay. Bàn thờ đang đặt ở tầng 3, định đưa xuống tầng 1 là không được. Khi cúng, đặt ở bàn riêng tại tầng 1 rồi khấn cầu thì được. Nếu chuyển ở nhà mới thì có thể xin đặt ở tầng 1. Một vong nói với bố chuẩn bị khi bà nội mất. Bố nên làm thế này, đặt tiền thật lên bàn thờ, khấn bà cô tổ 4 đời nhà mình. Xin gửi số tiền để bà cô tổ lo phần âm cho bà nội khi chết, rồi khấn. Trước nay bà nội có gì sai trái, xin bà cô tổ vào dòng họ xóa bỏ. Xin cho linh hồn bà ra khỏi xác. Sau đó 3 đến 5 phút cất tiền rồi báo họ hàng biết là có tang và làm lễ tang.
Khi hồn thoát xác thì khiêng ngõ quan thấy nhẹ. Khi hồn chưa ra khỏi xác thì khiêng ngõ quan thấy nặng. Hồn đã thoát xác thì có hỏa táng cũng không cảm ứng nóng. Ngược lại, khi hồn chưa thoát xác mà đưa đi hỏa táng thì linh hồn bị đốt nóng. Vì vậy tất cả gia đình phải cầu khấn như trên để linh hồn được độ ra khỏi xác. Không đặt bàn thờ thổ địa, thần tài dưới đất. Sai lầm, đặt cùng bàn thờ tổ tiên chỉ một bát hương thôi. Cúng ai khấn người đó, có tâm thành thì được linh ứng chứng giám. Cái chết, chết già, chết trẻ. Khi mang thai dưới 100 ngày thì thai còn non yếu. Linh hồn đầu thai ở bên ngoài tác động vào cái thai bên trong như những đợt sóng năng lượng. Thai còn yếu nên dễ sảy thai. Từ trên 100 ngày, linh hồn tác động với cường độ ngày càng mạnh hơn nên thai nhi ít bị sảy. Nếu người mẹ bị ngã thì không có cảm giác đau vì có linh hồn nâng đỡ. Linh hồn chờ sẵn bên ngoài nên thường bị nhiễm những tật xấu, lời nói, hành động xấu của bố mẹ và người trong gia đình. Khi đứa trẻ thoát ra khỏi bụng mẹ, linh hồn đầu thai liền nhập vào xác và đứa trẻ liền cất tiếng khóc. Vì bắt đầu từ đây, xác này phải trả hậu quả xấu của bố mẹ và người xung quanh đã tiêm nhiễm cho nó. Và cũng từ đây linh hồn đi đầu thai không còn nhớ tiền kiếp của mình nữa. Chết là rời bỏ cái xác vật chất để sống ở cõi phi vật chất, nên nó nhẹ nhàng, thanh sạch hơn. Vì vậy ai chết trẻ chết sớm thì đâu có chuyện gì là vô phúc. Chết trẻ là chết lúc tượng hình 1 tháng trở lên. Nó đã có duyên nợ với gia đình nên về với gia đình. Nhưng bố mẹ không biết, không tư tưởng nghĩ đến con, coi như không có con, không đặt tên, không nhớ ngày cúng bái. Vì vậy các vong trẻ mới kiện lên thiên đình. Nay thiên đình mở cửa cho các vong trẻ về với gia đình. Chết càng trẻ càng không có sai lầm ở cõi trần, nên thời gian ở cõi âm tu luyện rất ngắn là vượt thiên đi đầu thai. Có vong xin ở lại để hướng dẫn ông bà bố mẹ chết sau tu luyện. Phải qua 4 kiếp sau vong trẻ mới đi đầu thai, cho nên chỉ gọi hồn 4 kiếp, không gọi kiếp trước nữa, vì theo quy luật họ đi đầu thai cả rồi. Ở cõi trần ai đẻ trước là anh, là chị. Khi về cõi âm thì cũng thế. Ai về trước là anh, là chị. Ông bà bố mẹ chết sau con cháu. Khi về cõi âm, con cháu trở thành người huấn luyện để mau chóng vượt thiên thì lại gọi con cháu là anh, là đại ca. Xung quanh cười. Người chết già sống cõi trần bao nhiêu năm thì về cõi âm phải tu luyện bấy nhiêu năm để gột rửa hết tội lỗi, tật xấu mới thanh thoát vượt thiên đi đầu thai kiếp khác. Những vong chết trẻ siêu thoát sớm, được học nhiều, hiểu biết rộng, có thể giúp gia đình cõi trần nhiều việc, nhiều mặt. Còn người già còn phải lo tu luyện, chỉ biết những việc trong gia đình nhỏ hẹp thôi. Vì vậy xin gặp người chết trẻ thì được hướng dẫn cho nhiều điều. Mỗi gia đình khi về cõi âm đều có bà cô tổ của dòng họ mình xưa kia, bà cô tổ 4 đời đó chết trẻ. Bà cô tổ sẽ độ trì cho con cháu trong dòng họ tu luyện ở cõi âm. Ở cõi trần ai biết đến đây xin gặp bà cô tổ dòng họ mình đều gặp được. Bà sẽ độ trì cho gia đình dòng họ trong cuộc sống hiện tại. Người cõi âm trong mỗi gia đình đều có những người biết đủ các ngành nghề như ở cõi trần. Con cháu cần giúp việc gì thì người âm có ngành nghề chuyên môn đó sẽ bày vẽ cách làm ăn. Không phải chỉ có một người âm phán báo hướng dẫn mà nhiều người có khả năng nào thì sẽ giúp con cháu về khả năng đó. Cách giúp của người âm cụ thể như sau. Một vong nói với bố, ví dụ ngày mai bố đi nằm viện, bố cầu xin con hay mẹ theo giúp để bác sĩ chữa chóng khỏi và phục vụ tận tình. Con sẽ đến gặp người âm là người nhà đi theo bác sĩ yêu cầu giúp đỡ. Đó là cách làm việc, cách quan hệ của người âm với nhau để giúp đỡ người trần khi họ yêu cầu. Chỉ có một bà cô tổ tứ đại, còn 3 đời về sau gọi là ông cậu, bà cô chết trẻ. Đất có thổ công, sông có hà bá. Thổ công quản lý linh hồn chết ở hầm hố trên đất. Hà bá quản lý vong chết ở sông nước. Chết tai nạn giao thông là khổ lắm. Chết ở đâu, thổ địa nhận xác ở đó.
sau 100 ngày linh hồn về với gia đình. Đến ở đâu để tìm người nhà âm nhà mình thì phải khấn cầu thổ địa thần linh ở đó giúp đỡ cho gặp. Tại sao có nhà trùng tang? Vì mời thầy cúng thầy Pháp đến yểm bùa chú cúng trừ tà ma. Thầy thấy mệnh người chết lớn hơn thầy nên thầy yểm ảnh hưởng con cháu chết trùng tang. Trẻ chết non nhiều không phải là vô phúc đâu, vì chết trẻ khỏe ma. Những vong trẻ tu luyện hoàn thiện chưa muốn đi đầu thai mà muốn về gia đình thì phải làm phép về gia đình như đăng ký nhập hộ khẩu ở cõi trần vậy. Giáo dục tâm đức, việc học hành của con cháu. Con cháu học chỉ mới lý thuyết thôi. Quan trọng là hành, là lao động. Bố mẹ không rèn con lao động từ việc nhỏ trong gia đình như lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rửa bát là không tốt, là tai họa đó. Một vong nói với bố là người khai thác đá quý như sau. Bố lợi dụng sơ hở của nhà nước để khai thác, làm lợi cho cá nhân mình. Đó cũng là tham nhũng. Làm như thế người nhà âm nhà mình không có độ cho bố đâu. Làm ăn sẽ không có kết quả. Chống tham nhũng là phải chống từ mỗi gia đình, ngay từ lúc bé. Ngay từ bào thai, nó đã tiếp nhận các hành động và các suy nghĩ tư tưởng tốt xấu của bố mẹ ông bà, những người trong gia đình. Tham nhũng có nguồn gốc sâu xa từ gia đình, từ lúc còn là bào thai. Hiện nay có nhiều gia đình lo cho con ăn học, đi học nước ngoài tốn mấy cũng lo. Cha mẹ lo mọi việc trong gia đình, còn con thì không làm gì cả. Của ngon vật lạ cũng dành tất cả cho con. Vô hình tạo cho nó thói tham ăn từ bé. Nó chẳng biết mời, biết nhường cho ông bà, bố mẹ. Lớn lên ra xã hội nó vẫn quen thói ăn tham, thói ỷ lại người khác. Tham nhũng bắt nguồn từ đó. Gieo quả nào ăn quả đó. Bố mẹ làm thế nào con sẽ trả quả đó. Kiếp trước tốt, nay được hưởng. Nay làm điều xấu, kiếp sau sẽ khốn nạn. Nhìn cách sống thiện hay ác hôm nay sẽ đoán biết kiếp sau khốn nạn hay hạnh phúc. Vậy trước mắt dù thế nào, đau khổ hay hạnh phúc cũng phải lo rèn cái tâm đức. Lo làm điều thiện, thương người, giúp đỡ những người có khó khăn, nhờ vả đến mình. Vong người con nói với bố, bố phá rừng khai thác đá quý mà bố ăn tất nên phải nạn. Tiền lãi bố phải chia 3 phần, một phần cúng tổ tiên ông bà, một phần cúng chúa thượng ngàn, cúng đền chùa để tạ ơn thì mới tồn tại và phát triển. Hoặc như khi nhà nước trồng cây gây rừng, nơi đã bị phá hủy thì bố phải ủng hộ tiền cho việc trồng rừng đó. Nên nhớ, một lộc thánh bằng một gánh lộc trần. Ai làm kinh tế phải chú ý, chia lãi 3 phần như trên. Rốt cuộc là 3 phần tiền đó cũng là của mình tiêu dùng cả. Nhưng đó là biểu hiện có tâm nhớ ơn thần linh tổ tiên ông bà đã độ cho mình. Đó là người trần kết hợp với phần âm. Thực tế là như vậy, không hiểu con cháu không khá lên được. Không nên mắng trẻ sao hay nghịch. Con trai, con gái nghịch là tốt. Nghịch để phát triển sức khỏe và tư duy. Nhưng phải giáo dục hướng dẫn nó biết lao động những việc nhỏ trong gia đình. Bố mẹ không bao biện nuông chiều con, làm thay mọi thứ cho con. Con trai con gái bắt đầu yêu, mẹ phải sâu sát con gái, bố phải sâu sát con trai. Tâm tình như người bạn, không nên ngăn cấm. Yêu mà học, học mà yêu, hướng dẫn con cái biết yêu có lý tưởng. Nếu ngăn cấm, nó sẽ yêu trộm, nói dối bố mẹ, rồi vụng trộm làm việc xấu. Phải tạo cho chúng nó gặp nhau, trao đổi tâm tình công khai, chính đáng. Tại cha mẹ không biết cách giáo dục mà làm cho con hư. Hàng ngày có quà bánh món ăn ngon nên dạy con phần này cho ông bà, phần này của bố mẹ, phần này của con. Phải giáo dục cụ thể như vậy mà rèn cái tâm cái đức cho con cái. Phải hiểu từ con cái, con là đứa ngoan, cái là đứa bất hiếu, ngỗ nghịch. Trong con có cái có con. Con vừa có cái hư, cái xấu, vừa có nhiều cái ngoan. Cha mẹ phải biết rõ mà giáo dục con. Nhân người âm giải thích từ cái, tôi xin nói bổ sung về từ con người. Con là con thú vật do bản năng sinh tồn mà ăn thịt lẫn nhau. Tham ăn, ăn thịt nhau là bản năng thú vật. Người là động vật đã tiến hóa, đi hai chân, có hai tay lao động, có bộ óc phát triển mà con vật không có, có ngôn ngữ, biết dùng lửa. Người là có trí tuệ,
là tinh thần tập thể biết yêu thương, có tâm thiện, nhân chi sơ tính bản thiện. Trong ta vừa có cái con, vừa có cái là người. Ai biết tu tâm thì bản chất người mạnh hơn, nhiều hơn. Ai không chịu tu tâm thì bản năng thú vật ngự trị trong ta nhiều hơn. Phải dạy con cái khi ăn nhớ mời cả người chết và người sống. Người chết bốn đời, nhất là người chết trẻ, đều về với gia đình. Ai nhớ đến họ, nhắc đến họ, cầu nguyện họ thì họ độ cho. Người trần dậy, uống nước nhớ nguồn, là phải làm từ việc nhỏ hàng ngày trong bữa ăn như thế đấy. Một vong là con anh bá, nhắc chị dâu có mặt ở đó như sau. Con dâu không được đem chuyện nhà chồng ra bàn tán, mách phía nhà mẹ đẻ mình, nhất là câu chuyện ấy không đúng sự thật, thế là phạm luật âm ở nhà chồng mình. Chị phạm khuyết điểm đó nên em phạt, nên chị đau bụng mãi mà không khỏi, có đúng không? Người chị dâu nói, đúng. Bây giờ chị biết khuyết điểm thì sẽ khỏi. Chị xem đã khỏi chưa? Người chị dâu sờ bụng nắn bụng một lúc rồi vui vẻ nói, khỏi rồi. Vong người em trai nói tiếp, chị còn le te mách lẻo nữa thì sẽ đau bụng trở lại đấy. Trước đây có luật ông bà cha mẹ làm ác, khi còn sống trả không hết nghiệp thì con cháu phải gánh chịu. Từ nay, bắt đầu từ năm 2002, ai làm ác nấy chịu, con cháu không phải gánh trả nghiệp quả nữa. Thời thế cõi âm thay đổi, ai làm nấy chịu. Một vong chết trẻ nói với bố, bố than phiền con trai đi học nước ngoài mà không có đủ tiền cho con, bố đang làm công ty đá quý. Người con trai nói, con sẽ độ cho bố 10 ngày nữa sẽ có hai người lạ mang hàng đá quý đến, hàng thứ thật chứ không phải hàng dởm đâu. Bố bán có tiền lo cho anh con đang đi học nước ngoài, từ nay đến Tết bố cần xin bao nhiêu triệu? Bố xin độ 570 triệu. Con độ cho bố có lãi 80 triệu được chưa? Nếu không đúng như vậy, sau Tết bố không cần gặp con nữa. Còn việc chọn vợ cho anh con, bố định chọn người theo tiêu chuẩn nào? Phải là con dâu hiền lành? Không được, hiền lành để bố mẹ dễ sai khiến chứ gì. Hiền lành quá sẽ đần. Bố mẹ nên chọn vợ cho anh là một người con gái thông minh. Thông minh sẽ được nhiều điều tốt. Người trần thường đi bà chúa kho, đi đền mẫu cầu xin đủ thứ, hiểu sai rồi. Các vị thánh cũng có nghĩa vụ đối với gia đình họ theo luật cõi âm. Không ai chứng cho mình và giúp cho mình đâu. Phúc lộc tại tâm, phúc lộc tại gia. Không đi cầu xin bà chúa nào cả, không xin cành vàng lá ngọc nào cả. Chỉ có người âm trong gia đình mình, dòng họ mình mới độ cho mình được thôi. Luật thiên đình đấy. Tâm của mình đối với tổ tiên ông bà dòng họ nhà mình mà không có, không tưởng nghĩ đến, nhất là những vong chết trẻ, thì đi tìm ở đâu mà linh ứng được. Mỗi gia đình đều có bà cô tổ tứ đại, vì chết trẻ được tu luyện lâu nên nhiều quyền năng, thiêng lắm, nên tìm gặp bà. Bệnh tật, chữa bệnh bằng nhân điện, cảm xạ học. Đau ốm bệnh tật có hai nguyên nhân sâu xa. Một là do cơ thể suy yếu, môi trường xấu, thời tiết bất thường mà vi khuẩn vi trùng thâm nhập cơ thể gây bệnh. Hai là do vi phạm đạo đức ở cõi trần, làm điều ác, trộm cắp, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm luật âm trong gia đình mà không biết, đã bị người âm phạt, cảnh cáo, phải cầu khấn người âm tha thứ cho thì mới khỏi. Như trường hợp cô con dâu nhà anh bá nói trên, còn bệnh do vi trùng thì phải đi bệnh viện, phải có bác sĩ khám, điều trị. Chữa bệnh phải chẩn đoán đúng nơi có bệnh. Nơi đó các tế bào bị hao hụt năng lượng, độc tố, tà khí ở đó mạnh, dương khí suy. Vậy trước hết phải rút tà khí ra, sau đó mới tiếp năng lượng. Chữa bằng thuốc hay bằng năng lượng cũng phải đúng quy tắc đó. Chữa bệnh theo y học năng lượng rất tốt. Người âm trả lời câu hỏi của giáo sư Lê Trọng Khánh. Làm sao để phát triển y học năng lượng? Năng lượng là vô hình, năng lượng là linh hồn, là tâm linh. Y học năng lượng có người âm hướng dẫn thì mới tốt. Có thể ví như sơ mướp, năng lượng có thể thâm nhập xuyên qua, thâm nhập đều khắp thì khỏe mạnh và tồn tại. Trong khi chữa bệnh bằng y học năng lượng, phải biết kết hợp các nhà ngoại cảm với nhau để hiểu nhà cửa đất đai, mồ mả của bệnh nhân. Vì nguyên nhân bệnh là do vi trùng, hoặc do vi phạm phần âm,
Hiểu rõ nguyên nhân rồi thì cần phải biết bệnh ở chỗ nào, cơ quan tạng phủ nào, mức độ thì mới chữa tốt, không phát khí, chuyển khí lung tung. Đầu tiên là rút tà khí độc, khí ở tế bào, cơ quan bị bệnh. Rút tà khí phải làm chính xác, nhanh, ngắt khí độc, xả khí độc vào không trung, không được xả vào đất, người khác dẫm phải là mắc bệnh. Người ta thường nói, trời sinh đất dưỡng, trời sinh bệnh thì trả bệnh lại cho không trung, tan hòa theo không khí, sau đó mới tiếp năng lượng vào ổ bệnh. Có một số nhà ngoại cảm chữa bệnh bằng năng lượng mà không hiểu nguyên tắc này, đã làm không đúng nên bệnh tạm thời khỏi rồi đau trở lại vì chưa chụp hết tà khí ra. Trong chữa bệnh y học năng lượng có hai loại nhà ngoại cảm. Một, những người khổ luyện thành tài, là người trần tự học, tự tu luyện kiên trì gian khổ mà thành tài. Loại này khi đạt kết quả thì thường xuất hiện cái tôi, nảy sinh lòng ham muốn danh lợi. Vì vậy tâm họ không kiên định, một thời gian thì khả năng suy kém hoặc vì thời gian tuổi tác. Hai, loại ngoại cảm tâm linh thì không có cái tôi, họ không học hành, không khổ luyện mà trời cho có thần nhãn, có nhĩ thông. Khi làm việc họ thư giãn, vô thức thì người âm giáng độ, giảng dạy chữa bệnh vân vân. Cấp nào có thầy cấp đó, cao thấp khác nhau, như thầy dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy. Các phương pháp dưỡng sinh ở trần chỉ thích ứng một thời gian, cái chính là rèn luyện cái tâm sáng mới cân bằng trạng thái, mới khỏe mạnh. Năng lượng có phần tối, phần sáng, có phần thô, phần tinh, có phần thiện và phần ác, phần sắc vật chất thu nhận năng lượng bên ngoài vào. Còn linh hồn thì lọc cặn bã của năng lượng. Khi tâm ác, tâm bất chính, tâm suy thì linh hồn không lọc được cặn bã của năng lượng bên ngoài vào cơ thể, nên phát sinh bệnh về thần kinh, stress. Bệnh thuộc phần tâm linh. Tâm linh trong sáng thì linh hồn không thanh lọc trược khí, tà khí được. Cách chữa bệnh tâm linh. Trước hết là rèn cái tâm, cái đức từ trong gia đình ra ngoài xã hội, để linh hồn lọc được cái tà khí, độc khí trong năng lượng bên ngoài lọt vào cơ thể. Sau đó cầu người âm nhà mình giúp tác động năng lượng vào chỗ đau thì khỏi. Mỗi gia đình có 4 đời người âm theo dõi giúp đỡ trên các mặt, kể cả chữa bệnh mà ta không biết. Người trần kết hợp với người âm thì làm gì cũng tốt, cũng thuận lợi. Luật cõi trần là khi người âm giúp người trần thì phải tôn trọng pháp luật của người trần. Còn khi người trần nhờ người âm giúp thì phải làm đúng luật cõi âm. Đi tìm mộ bằng cảm xạ học, bằng chứng đũa thì phải khấn người âm nhà có mộ độ cho thì mới có kết quả. Đứng trước mộ hỏi, vong ở đây có phải tên họ là... Tôi giúp gia đình ông bà đây, xin độ cho con lắc... hoặc chứng đũa, trả lời phải, không, đúng, sai. Nếu người âm đồng ý cho đi tìm mộ, cho bốc mộ thì ta mới làm. Làm mà không hỏi thì phạm âm, gia đình và người đi tìm đều bị tai họa. Cách chữa viêm phế quản, hen suyễn, người nhà Bắc Hà. Người âm trong gia đình hướng dẫn như sau. Hái lá bỏng, sáng đứng mặt quay hướng đông, chiều đứng mặt quay hướng tây mà hái. Khi hái khấn người âm độ trì cho xin chữa bệnh hen, ho, viêm phế quản cho người bệnh là... Hít hơi dài, nín hơi, hái lá, nam 7 lá, nữ 9 lá, rửa sạch nhai nuốt, nhai liền mấy hôm thì khỏi, lâu mau tùy thuộc bệnh mới hay mãn tính. Chữa đau dạ dày. Người nhà anh Bá. Hái một nắm lá chè xanh sạch, không phun thuốc hóa học, đặt vào đĩa để lên bàn thờ, khấn xin người âm nhà mình độ để chữa bệnh dạ dày, sau đó đem chè đun nước đủ một cốc, uống buổi sáng, uống nóng, sau đó 10 đến 15 phút mới ăn sáng, uống liền một tháng hết đau, 2 tháng thì sẽ khỏi. Thông tin tâm linh cho người trần. Vong người con nói với mẹ, bướm bay vào nhà là con xua vào để mẹ vui, đỡ buồn, mẹ có biết không? Bướm đen, không có chấm trắng đen, bay vào nhà, bay trước mặt mình là báo trước tai nạn sẽ xảy ra trước một ngày, hôm sau không nên đi đâu cả. Hễ bướm vào nhà là có vong về đấy.
đang khỏe mạnh mà gà hoặc chim sa lăn quay trước mặt mình là báo trước có tai nạn. Chó leo lên ghế ngủ là điểm báo trước có người lừa nhà mình. Xin độ cho làm việc gì thì tâm niệm khấn người âm nhà mình, bà cô tổ, ông bà, con chết trẻ, độ giúp. Xin xong thấy thoải mái thì làm, hễ đau đầu thì thôi. Thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh, tức là người Trần đã biết người âm bốn đời về với gia đình, là thời kỳ người Trần kết hợp với người âm làm nhiều việc, gọi là thần kỳ như chữa ết vân vân. Việt Nam giác ngộ về tâm linh, Việt Nam làm nhiều điều thần kỳ, thế giới nể phục. Thế kỷ tâm linh là thế kỷ chú trọng giáo dục cái tâm, làm gì cũng phải có tâm đức là hàng đầu. Người Trần làm ăn gian dối thất đức sẽ nhận hậu quả xấu. Từ năm 2000, thầy Pháp dùng bùa chú không còn tác dụng nữa, không đốt vàng mã, không làm hương hóa học, không thờ cúng rườm rà linh đình, không mời thầy đặt bát hương chọn hướng bàn thờ. Bàn thờ nên đặt theo hướng chính cửa nhà ở, quay mặt ra theo cửa chính. Đặt cao thấp là tự người nhà mình làm cho hợp với nhà nhỏ hẹp. Và thuận tiện, đặt bàn thờ cao quá, ngã thì nguy lắm. Mọi việc đều do tâm. Khi không có tâm, khi đã không nghĩ đến người đã chết, thì mọi hình thức cúng bái, mâm cỗ đều vô ích, vì có ai chứng, ai độ cho đâu. Từ năm 2002, ai làm phúc nấy hưởng, ai gây ác thì nhận tai họa, con cháu không phải trả nghiệp cho ông bà bố mẹ như trước. Ở cõi thiên có nhiều máy phát tâm linh, có nhiều tần số khác nhau. Người cõi trần nhận kênh phát nào là tùy mức độ cái tâm người đó. Và người âm thuộc bốn đời nhà mình cũng phát thông tin để độ con cháu. Các nhà cảm xạ học dùng con lắc làm việc nên nhớ điều này. Người đến nhờ mình giúp việc gì như tìm mộ chữa bệnh đều có người âm nhà họ đi theo. Nếu phần âm phù trợ nhà cảm xạ học mà thấp hơn phần âm người kia thì họ gạt nên nói không đúng, con lắc chỉ hoặc trả lời không chính xác. Người Trần quan hệ, nói chuyện, làm việc gì với nhau đều có liên quan đến phần âm hai bên. Người Trần giấu với nhau được, nhưng không giấu được người âm. Mới nghĩ trong tâm, thì người âm đã nhận biết rồi. Có người tò mò muốn đến đây hỏi thử, cô biết cô không nói đâu. Có người phát khí công để thử, chỉ hao khí, và người âm theo người đó bị cô quở phạt. Người có tâm linh, hiểu tâm linh là người đã giao tiếp với tâm linh chứ không phải đọc qua sách vở. Sách vở người Trần nói sai, không đúng. Về cõi giới tâm linh, mặt khác qua nhiều thời gian ở cõi giới tâm linh cũng có những thay đổi như cõi Trần vậy. Nên ai đã nghe người âm nói trước đây thì nay cũng nói khác rồi. Chồng hay vợ đã chết trước, vẫn độ cho người kia đi bước nữa, chứ không khắt khe như người Trần đã nói, không đúng đâu. Từ gia đình, cơ quan đến nhà nước đều biết, cần đến người âm giúp, chỉ dẫn trên mọi lĩnh vực thì sẽ có nhiều lợi ích. Khi cô Thiên Đình và người âm làm việc ở đây, thì môi trường xung quanh là năng lượng thanh sạch. Người ngồi nghe tiếp nhận năng lượng sạch sẽ thanh tâm, khỏe mạnh. Cuộc đời người Trần nên phân chia 3 giai đoạn sau. 25 năm đầu là cho học hành, thu hoạch kiến thức, rèn luyện chuyên môn. 25 năm thứ hai, xây dựng gia đình, làm việc cho xã hội, đất nước. 25 năm thứ ba, chú ý đến cái tâm, rèn tâm đức, làm điều thiện, hoạt động công tác, tổ chức từ thiện thì tâm được thanh thản, vui vẻ, khỏe mạnh. Từ 75 tuổi trở đi càng chú ý nhiều hơn đến việc làm từ thiện thì sẽ khỏe mạnh và chết bình an. Con cháu biết hỏi người âm nhà mình thì họ sẽ hướng dẫn định hướng việc làm ăn, kinh tế khá hơn. Nhà nào làm động mồ mả thì cô hướng dẫn làm lễ tạ mộ trong 4 đến 5 phút là xong, là hóa giải được. Trong một ngày mỗi người có 15 phút gọi là hâm hâm. Đó là lúc người âm nhập mà người Trần không biết. Có 2 lý do. Một là độ giúp một vấn đề gì đó. Hai là trừng phạt vì phạm âm hay phạm đạo đức. Xưa kia tướng ra trận là chọn ngày để người âm nhập độ. Việt Nam hiện nay có nhiều lĩnh vực làm ăn ra tiền mà không biết đầu tư vào.
Có người âm hướng dẫn thì làm ăn được, âm phù dương trợ thì nên mà. Người âm về nhà, khi cả nhà ngủ, người âm bay là lả ở trên bố mẹ con cháu. Khi thời tiết xấu thì cản khí độc, mà người trần không biết đấy thôi. Con gái có chồng, theo gia đình bên chồng, phúc hay họa của nhà chồng, con dâu đều gánh chịu. Không nên đổ tội là do có con dâu, nói sai, không đúng, luật thiên đình. Đó là nói oan cho con dâu, sẽ bị tội khẩu nghiệp đấy. Trong cuộc sống không được nói dối, nói điều xấu chưa có, để đánh lừa người khác như tôi bị ốm, không đi họp, hoặc xe tôi hỏng nên đến trễ, thực tế không có như vậy. Hoặc bố mẹ mắng con, đồ ngu, đồ điên, đồ đần. Người trần tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng đó là khẩu nghiệp. Sẽ có ngày, có lúc diễn ra đúng điều mình vô tình đã nói, người xưa đã dạy. Đó là nói gở, vậy không được nói gở. Khi chưa soi, tức là chưa mời hết người âm bốn đời nhà mình về, mà chỉ một mình con nói chuyện với gia đình, thì độ chính xác chỉ trong thời gian 10 ngày thôi, sau cần thì đến gặp nói lại. Một vong con trai nói với bố, khi bố đi làm hộ chiếu đi nước ngoài, con cũng đi theo bố làm hộ chiếu kiểu của người âm. Khi lên máy bay thì con đi nhanh hơn bố. Con đi bình thường 1 phút là 1.752 km, chạy và bay thì càng nhanh hơn. Bố phải nói bà con mình làm ăn ở nước ngoài phải gửi tiền về nước, ủng hộ các quỹ từ thiện như cô nhi viện, quỹ người khuyết tật, quỹ chống chất độc màu da cam thì người âm mới độ cho làm ăn phát đạt lâu dài. Một vong nói với người anh, tại sao anh thích đi học thể dục thể thao về môn thể hình? Người anh lùn thấp thế kia mà tập thể hình eo ôi buồn cười lắm. Xung quanh cùng cười. Bây giờ anh nghe em và bố động viên anh đi bộ đội. Nếu làm sĩ quan thì tốt, nếu không thì khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, em sẽ độ cho anh đi học nghề thích hợp có tương lai. Rèn 2-3 năm trong quân ngũ là tuyệt vời đấy, sẽ chững chạc. Suy nghĩ tốt hơn là anh bây giờ. Đi bộ đội là đã được người âm dòng họ nhà mình chứng kiến anh có công đi bảo vệ tổ quốc. Phần âm quan tâm vấn đề này lắm, mà người trần không hiểu, không biết đâu. Phải cho con cháu nhà mình vào bộ đội, sau đó mới về học nghề, làm ăn thì tốt hơn. Một vong là con nói với bố mẹ, tiền kiếp, bố là bác sĩ, hiện nay bố lại làm hành chính sự nghiệp. Vì vậy bố phải phấn đấu mãi cũng không lên được. Bố đang phạm tội báo cáo láo, chưa hoàn thành kế hoạch mà đã báo cáo hoàn thành và xin tiền thưởng. Còn mẹ làm bên giáo dục, mẹ nâng điểm cho đứa dốt được học. Ai cũng làm gian dối như thế thì làm sao đào tạo nhân tài cho đất nước? Một vong khác là con nói với bố mẹ, tại sao bố mẹ lấy sản phẩm làm ở nhà đem nhập vào sản phẩm của xí nghiệp quốc phòng? Sản phẩm kém chất lượng là mất uy tín của xí nghiệp quốc phòng là bố có tội đấy. Bố có bốn tội, bố có biết không? Con kể bố nghe nhé. Một là uống rượu, hai là hút thuốc lá, ba là đi hát karaoke, bốn là bồ bịch. Mẹ ốm nằm một mình ở nhà, bố không chăm sóc mẹ mà còn đi theo gái hát karaoke. Bố nói, bố nhận khuyết điểm, bố sẽ sửa chữa. Bố hỏi con tại sao mấy năm nay nhà mình làm ăn kém quá, con có thể giúp bố được không? Vong người con nói, nhà mình có xương cốt người chết, khi lấy đất đổ nền có lẫn xương cốt nên trong nhà có tà ma từ ngoài đưa vào. Khi dọn về ở, con đã báo tin, bố làm rơi vỡ một cốc uống nước, bố có nhớ không? Bố, có. Buổi chiều mẹ nấu cơm, tay gạt cái bát trên bếp, rơi mẻ một miếng có đúng không? Mẹ, đúng. Hôm sau thanh giường bé để ở trên lại để ở giữa, nên nằm nó bị sập có đúng không? Bố mẹ cùng nói, đúng. Con đã báo trước mà bố mẹ không biết. Một vong khác nói với bố mẹ, cách đây 18 năm 4 tháng 12 ngày, người âm nhà mình nhập vào chị con, báo cho bố nên đặt bàn thờ ông bà. Bố mẹ không nghe, cho chị là bị tâm thần, đưa đi bệnh viện Bạch Mai uống thuốc Tây nhiều quá. Chị bị bệnh tâm thần thật, đến nay gần 20 năm vẫn chưa khỏi. Bố mẹ hỏi, bây giờ chữa cho chị con bằng cách nào? Phải lên Thái Nguyên, nhà cô làm việc thì có thể chữa được. Có người hỏi, soi là làm thế nào? Được hướng dẫn như sau, cả gia đình gồm bố mẹ và các con đến gặp cô Thiên Đình, xin được gặp người âm trong gia đình mình từ bốn đời. Cô
Cô cho mời về để con cháu cả nhà gặp nhau, rồi mời các cụ ông bà về với gia đình. Bà cô tổ là người cao nhất trong dòng họ. Ta cầu xin gì, bà sẽ cho người có khả năng công việc đó. Độ trì cho con cháu, không soi, chỉ gặp một hoặc hai, ba người, thì việc giúp đỡ theo yêu cầu của con cháu cũng có hạn chế. Về sự cố ở đoạn đào sông Tô Lịch. Ở đây bị ma ngoài yểm vào, có người âm giữ, người Trần có cúng tế lễ làm theo sách hướng dẫn của người Trần. Không đúng, không được đâu. Phải người âm cúng, người âm lôi vong giữ ở đó, hỏi thì giải quyết mới xong. Cô Thiên Đình gọi thổ công hỏi, rồi giải tà mới xong. Các cơ quan xí nghiệp các nơi khác có phần âm giữ, nếu quấy quá cũng phải làm theo cô Thiên Đình, hướng dẫn thì hóa giải được. Đâu đâu cũng có thổ công, thần linh quản lý, phải hỏi họ mới biết được. Sáng 23 tháng Chạp, Táo Quân về Thiên Đình báo cáo, nếu gặp cô Thiên Đình, cơ quan khoa học UIA, muốn gặp Táo Quân, cô cho gặp. Về cổ tự khắc trên bia đá ở Sapa. Giáo sư sử học Lê Trọng Khánh nghiên cứu chữ cổ trên các bia đá ở Sapa đã 42 năm mà chưa đọc, chưa hiểu nghĩa các chữ cổ đó. Qua bà cô tổ và vong người con trai của giáo sư chết trẻ đã giúp giáo sư học và hiểu nghĩa chữ cổ đó. Tôi chỉ ghi lại đoạn này để các nhà ngôn ngữ học tham khảo. Vong người con trai, giáo sư Khánh nói, bà cô tổ bảo con nói với bố đây, hễ có sự sống là có ngôn ngữ, chữ viết. Không phải có từ thời Hùng Vương, mà có từ trước nữa, xa lắm, lâu lắm. Lúc đó người âm đã hướng dẫn viết hoàn chỉnh. Trái đất bị tai họa đảo lộn, lộn đi lộn lại nhiều lần, tiếng Việt đã có nhiều dạng. Không chỉ như thế này, chữ cổ Sapa, mấy chục dân tộc có bấy nhiêu thứ tiếng và chữ viết. Qua biến cố, trái đất đảo lộn, chết hàng loạt, chỉ một nhóm dân tộc ít người trên núi cao sống sót, rồi tồn tại phát triển như hiện nay. Lúc đó người âm hướng dẫn người còn sống sót nghiên cứu tìm lại chữ viết, như Ai Cập mất tiếng, mất chữ trong thời kỳ biến cố của trái đất, sau 3.000 năm mới được người âm dìu dắt tìm trở lại chữ viết. Người Trần nghiên cứu tìm thấy đến đâu thì chỉ nói ở mốc lịch sử lúc ấy thôi. Ví dụ có sự đảo lộn của trái đất, người Việt Nam chết cả, chỉ còn một số ở núi cao. Hàng nghìn năm sau họ khai quật, thấy có bia đá khắc chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, thì họ lại cho đó là chữ cổ của người Việt xa xưa khi dựng nước. Muốn đọc chữ viết cổ phải nhờ người âm tìm người âm xưa kia đã sáng tạo ra, hoặc giỏi về ngôn ngữ đó để đọc và giải nghĩa thì mới chính xác. Những điều ghi chép trên là nội dung của các gia đình nói chuyện với người đã qua đời thuộc dòng họ bốn đời của nhà mình. Thời gian tôi dự nghe từ 12 tháng 10 đến 19 tháng 11 năm 2002. Tôi ghi chép theo mục đích nghiên cứu riêng của tôi. Với các nhà nghiên cứu khác sẽ ghi chép nội dung khác hơn tôi. Vì vậy tôi mong có nhiều nhà nghiên cứu đến đây theo dõi ghi chép để có thể giới thiệu với bạn đọc nhiều khía cạnh tìm hiểu khác nhau, phong phú hơn. Bà thầy tâm linh của cô Thanh Hải có nói về trao đổi với các nhà khoa học về giới tâm linh. Các nhà khoa học nêu câu hỏi, bà sẽ trả lời và cùng nhau trao đổi nữa. Các nhà khoa học muốn tham dự buổi trao đổi đó phải làm hai việc sau. Một, phải dự nghe ba buổi nói chuyện của các gia đình với người đã quá cố của gia đình họ. Hai, nêu từ 5 đến 10 câu hỏi, nhiều hơn càng tốt. Về thế giới tâm linh, về cõi giới vô hình, gửi về Văn phòng Liên hiệp Khoa học UIA số 1, Đông Các, chợ Kim Liên. Phần 2. Phần này nhằm bổ sung những ý, nói rõ thêm những điều đã nói ở phần 1 và những vấn đề mới. Tôi vẫn tiếp tục ngồi nghe các vong linh của các gia đình về nói chuyện với con cháu mà ghi lại những điều mà tôi tâm đắc sau. Sự quan trọng về việc rèn tâm đức của người trần thế trong thế kỷ 21, rèn từ khi còn là bào thai. Phương pháp, hình thức giao tiếp giữa những người âm với người trần. Người âm trong dòng họ giúp con cháu là cán bộ khoa học kỹ thuật hoàn thành các đề tài khoa học nhanh chóng, có hiệu quả. Tài liệu này được chia thành những đề mục nhỏ nhằm giúp các bạn đọc dễ tìm hiểu và nhanh chóng. 1. Vô sinh và sinh con trai hay con gái. Nếu hai vợ chồng có tâm muốn có con trai hay con gái ngoan học giỏi,
thì luôn luôn cầu nguyện trong tâm mình xin táo quân thổ địa, xin bà cô tổ tứ đại cho con sinh một con trai hoặc con gái khỏe mạnh thông minh, lớn lên có tâm đức, học giỏi để làm việc có ích cho gia đình, cho xã hội và cho tổ quốc này, thì sẽ được như ý muốn. Khi có mang xác ở trong cơ thể mẹ, linh hồn sẽ đầu thai nằm bên ngoài. Linh hồn là dạng năng lượng tinh, nó rung động tác động cho thai lớn mạnh. Nếu bố mẹ và người xung quanh được giáo dục có ý thức thì phải biết giữ gìn lời ăn tiếng nói và hành động có đạo đức, có tính thiện, để linh hồn và cái thai tiếp nhận cái thiện, cái tốt. Ngược lại thì ngay từ bào thai nó đã nhiễm tính xấu. Vì vậy khi thai nhi ra đời, linh hồn nhập vào, nó khóc e e là nó thấy cuộc đời nó phải trả nghiệp xấu của bố mẹ và người xung quanh đã gieo hạt giống xấu từ lúc nó còn trong bào thai. Khoa học nói, di truyền là sự tương tác trường năng lượng giữa con người với môi trường xung quanh, là phù hợp với điểm của người âm đã phát biểu như trên. Khi thai nhi lọt lòng mẹ mà không biết khóc thì đó là điều đáng mừng, vì chứng tỏ bố mẹ cháu và những người ở gần cháu trong 9 tháng mang thai đã không gieo hạt giống xấu nào, nhưng hiện tượng này hiếm lắm. Linh hồn chờ đợi nhập vào thai nhi cũng có phần tốt và phần xấu của tiền kiếp. Vợ chồng là người tốt có tâm đức thì năng lượng của người mẹ dao động đồng dạng, đồng với tần số phần tốt của linh hồn đó mà mồi mổ cho phần thô thai nhi chóng lớn khôn. Còn nếu xấu nhiều hơn tốt thì lại tiếp nhận phần năng lượng xấu của linh hồn kia nhiều hơn, thì ngay từ bào thai, thân xác thô cũng nhiễm năng lượng xấu nhiều hơn. Khi linh hồn đầu thai thì đó là linh hồn trong sáng, vì nó đã qua quá trình tu luyện cõi âm, đã rũ sạch những thói hư tật xấu đã nhiễm ở cõi trần. Nhưng trong quá trình chờ đợi 9 tháng và sau này sống ở cõi trần, nó lại nhiễm cái xấu. Khi chết lại phải tu luyện lại từ đầu rồi lại đi đầu thai. Cứ thế luân hồi tái sinh mãi mãi không biết đến kiếp nào thì dứt. Bố mẹ nào biết xin trời đất bà cô tổ tứ đại nhà mình, xin linh hồn trai hay gái, linh hồn có trí tuệ, có đạo đức đầu thai vào nhà mình thì sẽ được như ý. Không cầu nguyện, không có người âm độ chỉ cho thì nhiều linh hồn khác đầu thai muốn về cõi trần thì nó gặp lúc sinh nở, nó nhập ngay vào. Đây là hạt giống không chọn lọc thì họa phúc của gia đình vì đứa con không biết đâu mà lường. Thai là phần thô, linh hồn là phần tinh nằm bên ngoài nên nó dễ tiếp nhận cái tốt cái xấu của môi trường xung quanh. Linh hồn là năng lượng, ý nghĩ, lời nói và hành động tốt xấu đều là biểu hiện dao động trường điện từ, nó cần tần số dao động. Theo quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà năng lượng xấu hợp với tần số năng lượng xấu, còn tốt thì hợp với cái tốt. Nếu có đứa con chết trẻ mà bố mẹ còn sống thì nó đầu thai trở lại vì không phải trải qua thời kỳ tu luyện để vượt thiên nữa. Con người ai cũng có giác quan thứ 6, đó là sự nhận biết trực giác, sự cảm nhận linh ứng. Nhưng bố mẹ nuôi con không biết điều này đã ép con đi học theo ý mình, làm việc này việc nọ xuất phát từ lòng ham muốn, từ động cơ cá nhân chủ nghĩa, mà không chú ý dạy nó lao động làm điều tâm đức, làm điều thiện. Khả năng của con người được trời cho đi đầu thai nên phải tôn trọng sở thích, cá tính của trẻ và phải chú trọng dạy trẻ về tâm đức, làm việc thiện, chứ không bắt trẻ làm theo ý thích của mình, làm ngược lại là sai quy luật trời đất. Người âm quan niệm giàu nghèo như sau. Người giàu có là hai vợ chồng ăn ở thuận hòa, biết tôn trọng, nhường nhịn, con cái ngoan ngoãn, êm thấm, được mọi người quý mến. Nhà nghèo là nhà có vợ chồng bất hòa, con cái không đoàn kết, bất hiếu, bà con không quý mến. Khi ta ngủ là trao đổi năng lượng, trước khi ngủ ta tâm niệm xin thổ công, táo quân nhà mình, xin bà cô tổ và các vong, nhất là vong chết trẻ, trao đổi năng lượng tinh cho nhà mình, cho cá nhân mình, cho vợ chồng con cháu trong nhà mình, hoặc xin giúp đỡ mọi việc gì đó thì sẽ được người âm độ trì cho. Trong cuộc sống, ta gặp những người khốn khổ là do nghiệp quả kiếp trước, ta phải thương và phải giúp họ. Trong đời có người tài, có người kém, ngu đần là vì sao? Người trần phân biệt tài giỏi, hèn kém, tốt xấu có khác nhau với người âm. Người nào có khối năng lượng hợp với công việc thực tế, thực hành thì họ sẽ tiến bộ về công việc đó.
Ai thiên về lý luận thì phát triển về mặt đó. Người âm phân biệt tốt xấu, tài giỏi, hèn kém là ở cái tâm đức ngay trong công việc người đó đang làm. Làm quan, làm cán bộ, người có nhiều tiền của, nhà cao mà tâm đức xấu thì khi chết sẽ bị va đập của các khối năng lượng vũ trụ như cây cối, đất đá, mưa gió, sấm chớp, băng giá, rét buốt. Qua một thời gian dài mới rũ được năng lượng xấu xa đó. Thời gian bị va đập đó là một cực hình đối với linh hồn chứ không phải bị nhốt, đánh đập, tù đầy như ở cõi trần. Gọi là địa ngục, là chỉ cái khổ trạng mà linh hồn đó phải trải qua mà thôi. Khi sống là một con người tốt, con người hoàn thiện thì phải làm thế này. Khi có vợ chồng thì hai người phải biết cầu xin vũ trụ, trời đất, táo quân, thổ công, bà cô tổ tứ đại và các vong chết trẻ dòng họ nhà mình truyền năng lượng tinh, thanh cho gia đình mình xua tan năng lượng xấu, năng lượng linh hồn ở ngoài ra khỏi nhà. Khi có con thì xin cho linh hồn tốt đầu thai vào nhà mình. Khi có thai chú ý về ăn ở, nói, hành động phải tốt, có tâm đức. Khi dạy con cháu và mọi người trong gia đình là phải rèn luyện tâm đức. Tâm là tâm thiện, tâm thương yêu mọi người. Đức là hành động thực tế chứ không chỉ nói suông. Có tâm có đức mới có hạnh phúc. Tâm linh là cái bóng của thực tế. Tâm linh là năng lượng. Không có thực tế là không có tâm linh. Con người có phần thực là cái xác và phần ảo. Phần mờ là tâm linh, là năng lượng, là linh hồn. Con người sống phải ăn. Ăn là thu năng lượng của vật thô, của cái hữu hình. Khi tâm thiên định thì thu năng lượng tinh của vũ trụ. Thiện trong tâm, tập đạt, tâm không. Vắng lặng là thiền, không phải ngồi xếp hoa sen khổ luyện. Tâm không là không vướng bận việc trần mà sinh buồn phiền, tham sân si ái dục. Làm gì tốt lợi cho dân là luyện tâm đấy. Người trần cứ đến cửa cô làm việc, tiếp cận các vong nhà mình, nghe các vong nhà mình và vong nhà người khác trao đổi mà học mà rèn luyện cái tâm. Ở đây môi trường được thanh lọc, năng lượng tinh tràn đầy trong phòng, người trần sẽ nhận được năng lượng tinh mà khỏe mạnh và tẩy bớt năng lượng xấu trong người. Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa đều dạy con người làm điều tốt, nhưng họ tổ chức và phương pháp khác nhau nên tranh giành đả kích nhau. Vì vậy chỉ có đạo tâm đức là duy nhất, tự cá nhân rèn luyện. Khi sống là người xấu thì khi chết về cõi âm, linh hồn nặng nhọc, dao động chậm chạp, bị các tầng năng lượng vũ trụ va đập, phải trải qua thời gian dài mới rũ bỏ cái nặng nhọc, cái xấu để vượt thiên, rồi đi đầu thai kiếp khác chứ không phải kẻ xấu. Nhiều tội ác thì đi đầu thai thành súc vật, trâu, bò, ngựa, dê, chó, mèo. Ai nói thế là không đúng. Súc vật là súc vật, người là người, không đồng dạng về năng lượng thì không thể từ người mà biến thành súc vật được. Người chết trôi, tuy xác họ được mang về nhà, nhưng hồn còn ở đó vì thổ địa ở đó quản lý. Hiểu biết thì cầu khấn xin thổ địa thần linh ở tên địa danh bị tai nạn cho gia đình đưa xác là tên họ tuổi quê quán và linh hồn của xác cũng theo về, rồi khấn cầu bà cô tổ tứ đại nhà mình xin độ cho xác hồn cùng về gia đình, nếu không hồn vẫn luẩn quất ở đó. Đến cô muốn gặp vong nhà mình thì phải xin gặp bà cô tổ tứ đại trước rồi mới gặp bảy con trẻ sau, không được làm ngược tôn ti trật tự. Cô đến đây chữa bệnh là để giúp người trần rèn luyện cái tâm. Có tâm đức thì không bệnh, bệnh nào bệnh viện trả về mới chữa. Chữa phải có kết quả cụ thể chính xác. Ở Hà Nội chữa bệnh để nghiên cứu nên phải chọn bệnh nhân, còn về Thái Nguyên là vào cửa cô thì cô chữa mọi bệnh để cứu nhân dân. Bệnh không có nguyên nhân là do vi phạm phần âm, do mồ mả. Chữa là phải bốc năng lượng xấu đi, bốc về phía mặt trời, vứt năng lượng xấu vào không trung, không vứt xuống đất. Người khác đi vướng phải mà sinh bệnh rồi thông tĩnh mạch nhỏ. Vì bệnh là bị tắc các vi mạch nhỏ, mạch không có thông khí huyết. Động tác thổi là để thông khí, thông tĩnh mạch. 36 siêu tĩnh mạch hợp thành một tĩnh mạch. Chữa cho trẻ nhỏ dễ hơn người già. Chữa trẻ 3 ngày, chữa người già phải 6 đến 7 ngày. Chữa bệnh có 3 vấn đề, phải có tâm,
có người âm giúp đỡ, chữa bằng năng lượng. Không hút thuốc, rượu, trà, bia làm người âm không tiếp cận được chữa khó lành. Người âm tu luyện thanh lọc, trược trọc nên cấm tiếp xúc cõi trần nặng trọc, ô uế có mùi rượu, thuốc. Chữa bệnh ma túy đầu tiên là phải rút khí độc của ma túy ra, rồi sau đó mới nạp năng lượng tinh thanh vào. Nếu không rút khí độc của ma túy ra thì chữa xong trở về nhà nó còn thích hút lại. Khi chữa bệnh người bị đau tay phải thì mình chữa bằng năng lượng, dùng tay phải của mình tiếp năng lượng vào tay phải của người bệnh. Thu phát năng lượng để chữa bệnh là người có căn, có nhiệm vụ này. Không phải ai cũng đi học rồi chữa được đâu, sẽ chữa không kết quả. Chữa bệnh là lập lại tần số năng lượng đồng dạng, hợp tần số và đồng dạng năng lượng thì khỏi bệnh. Đến đây ngồi nghe và tiếp thu năng lượng tinh thanh của cô phải ở trong phòng, khi ngồi chờ đợi thì cũng có kết quả nhất định. Địa linh, nhà đất mồ mả. Sang thế kỷ 21, làm nhà phải tính cả tuổi của bố mẹ con cháu cùng ở trong gia đình, không chỉ tính tuổi của bố. Cuộc sống thời đại văn minh khoa học, kỹ thuật cao, nên mọi tiêu chuẩn đều thay đổi, đòi hỏi tâm đức phải cao hơn. Tâm là tâm thiện, tâm lành, tâm tốt với mọi người. Đức là thể hiện ra hành động, tâm đức là hành động việc thiện, việc tốt lành từ trong gia đình ra ngoài xã hội và đến quốc gia. Đất nhà ở nhỡ xây không đúng hướng, không tốt thì người âm trong dòng họ nhà mình độ trì hóa giải những cái xấu của nhà đất mình ở. Nhà ở có mộ, có hài cốt thì có thể phân làm hai loại. Một là vong hồn này đã siêu thoát, đầu thai rồi thì ở không sao cả. Hai là vong hồn này chưa siêu thoát, chưa đầu thai thì họ có quyền về trên mảnh đất nhà mình đang ở. Sau bốn đời tu luyện đầy đủ vượt thiên thì họ đi đầu thai. Nếu người nhà biết thì làm lễ cầu nguyện cho họ thì họ sẽ được siêu thoát sớm. Người trần hay nắn đường lấp sông làm không đúng phải xin sự chỉ dẫn của người âm để tránh lấp nguồn nước. Người âm rất kiêng kỵ lấp nguồn nước vì ở đó có Hà Bá, Long Vương. Nước là năng lượng, người âm là năng lượng. Ở đâu có năng lượng là có người âm ở. Tô lịch là vẻ đẹp, phải tôn tạo cho đẹp đất nước. Để sông tô lịch ô uế nắn đi lấp lại, có chỗ khai ra, không còn hình dáng như xưa. Xưa trên bến dưới thuyền, hai bên cây cối mát mẻ, chim buông đông đúc. Về địa linh thì tô lịch là mạch máu não, linh lắm mà người trần không biết tôn tạo như xưa. Đây là trời cho, có giá trị quốc gia, là địa linh. Người trần tham, cứ nắn sông, lấp sông, người âm tiếc lắm. Tôn tạo, làm tốt như xưa, có giá trị du lịch. Sông Tô Lịch tạo môi trường khí tốt cho Hà Nội. Giải quyết sông Tô Lịch là giải quyết phần mệnh hệ quốc gia. Xưa có mạch nước trong làm sạch nước sông, nay bị đào lấp nguồn nước nên không tẩy sạch sự ô uế của nước sông. Kẻ tà đạo bên ngoài đã yểm phá địa linh của con sông. Người có trách nhiệm quốc gia gặp cô Thiên Đình, cô sẽ hướng dẫn cách giải quyết nhưng cần có thời gian. Hoàn kiếm là tìm lại cái gì đã mất và kiếm cái gì tốt cho đất nước. Việc rùa thần lấy lại gươm là chuyện người trần đương thời đặt ra có tính huyền thoại chứ không có thật. Thờ cúng đi lễ cầu nguyện. Thổ công táo công là một, táo quân thổ công quản lý nhà ở bếp núc, tổ địa quản lý tha ma, nơi người chết đường xá, Hà Bá Long Vương quản lý các vong chết sông nước, thần linh là thần quản lý đất đai khu vực như cơ quan địa chính ở trên trần. Hàng năm, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, thổ công táo quân về trời báo cáo tình hình gia đình, đất đai, tiền của, họa phúc của gia đình rồi quay về. Ba ngày Tết, thổ công táo quân vẫn ở trong nhà mình. Thánh, thần, tiên, Phật, mẫu là người được người trần kính trọng, tôn vinh, thờ cúng, đặt tên. Nếu trước họ là người trần như mọi người, thì khi chết, họ phải theo luật mà tu hành rèn luyện để vượt thiên đầu thai. Khi chưa đầu thai, thì họ về nhà họ mà độ trì cho con cháu. Dòng họ nào lo cho dòng họ đó, đó là luật của thiên đình. Chứ họ không ở chùa, miếu phủ để ai đến cầu xin gì cũng cho như người trần đã hiểu không đúng. Nhà nào cũng có bà cô tổ tứ đại lo cho dòng họ con cháu ở cõi âm và cả cõi trần. Bà cô tổ mặc áo vàng hoặc áo xanh, mỗi màu có 3 cấp cao thấp khác nhau, trên áo có gắn 9 hạt kim cương.
muốn cầu nguyện dâng lễ thì khấn Táo Quân Thổ Công nhà mình và Bà Cô Tổ nhà mình thì sẽ được Bà Cô Tổ phân công người độ trì. Ai có tâm lành, tâm tốt thì được linh ứng có hiệu quả. Táo Quân được cõi âm đào tạo công tác quản lý năng lượng, tức là khí, đất đai, nhà ở trong mỗi gia đình. Táo Quân được phân công tác thích trong gia đình thì là phong người nhà mình phụ trách. Thổ Công, Táo Quân có năng lượng đồng dạng với người Trần. Ngoài ra, thần còn có quyền năng khác nữa. Họ che chắn cho gia đình mình, không để cho ma ngoài vào nhà và các tầng năng lượng không hợp khác vào nhà mình. Phải nhớ công ơn họ. Khi ăn thì mời, khi cần họ giúp thì cầu xin họ sẽ được linh ứng vì đồng dạng năng lượng. Sau năm 2000, giờ ngày tháng năm của lịch cũ không còn đúng, không còn chính xác vì thời tiết hiện nay đã thay đổi. Hiện nay buổi sáng là thời gian có năng lượng tốt nhất. Lần đầu muốn thỉnh mời các người âm Bà Cô Tổ nhà mình về thì phải khấn cầu Thổ Công cho phép Bà Cô Tổ và dòng họ tứ đại nhà mình nhập gia như người Trần làm giấy nhập khẩu vậy. Sau này có vong lạ thì bị Thổ Công đuổi ra. Người Trần đến nơi cô làm việc, nghe các vong trao đổi với gia đình họ mà học. Học để hiểu cõi âm, học rèn tâm đức, không theo tà đạo nào cả, không đi lễ bái ở đâu cả. Tất cả đều ở tâm thành, tâm đức của mình mà thôi. Sang thế kỷ 21, các đạo đã chuyển hóa, lai căng không như thời nguyên thủy ban đầu. Nay cô Thiên Đình dạy tâm đức là con đường rèn tâm cơ bản nhất. Tu tâm thì ai cũng tu được. Người lớn, trẻ con, có vợ, có chồng, ăn mặn bình thường, rất tự nhiên, không chạy theo hình thức, không lệ thuộc một phương pháp nào cả, không kiêng cữ, không ăn chay như các sư. Ngày 23 tháng Chạp, người làm nghề trải lưới thờ Hà Bá Long Vương thường chọn cá chép to cúng lễ. Khi giết cá, phải cầu xin hóa kiếp cho cá để phần tinh linh nó đưa Hà Bá Long Vương lên Thiên Đình báo cáo nguồn nước, phúc lợi của gia đình và xin độ cho họ có phúc lộc làm ăn khá. Cô hướng dẫn cúng 3 ngày Tết. Chiều 30 cúng cơm mời Táo Quân, Thổ Công, Bà Cô Tổ Tứ Đại và Gia Tiên về ăn Tết với con cháu. Không cúng lúc giao thừa, người âm rất kiêng kỵ việc cúng ở ngoài sân. 3 ngày Tết cúng hoa quả, bánh kẹo, mua sẵn, chia 3 phần cho 3 ngày. Ngày mùng 1 Tết cúng lúc 7 giờ rưỡi, tức là giờ thìn. Hoa tươi và ngũ quả gồm có 3 quả chuối lá, hoặc chuối tây, chuối mốc, không cúng chuối tiêu, tức là chuối xanh, đu đủ cam, táo, lê hoặc hồng xiêm, trứng gà, tức là lê kim ma. Kiêng cúng quất, quýt, mít, mỗi thứ một quả thôi. Bánh chưng phải bóc lá, nếu cúng cơm thì cơm, thức ăn nhiều ít tùy từng gia đình. Cúng xong ăn cơm, còn hoa quả để đến chiều lấy xuống cho con cháu ăn lấy lộc. Ngày mùng 2 và mùng 3 cũng cúng như mùng 1, hoa quả phải thay mới. Sáng mùng 1 Tết có tục xông nhà, tốt nhất là lúc đón giao thừa, mỗi gia đình dâng hoa quả mới, thắp hương cầu xin Táo Quân Thổ Công, Bà Cô Tổ và các vong gia tiên về xông nhà cho gia đình, xin tiếp năng lượng tinh cho gia đình cả năm, xin ban phước lộc khi sang năm mới, xin Táo Quân quản lý nhà đất chặt chẽ không cho vong lạ, năng lượng xấu vào nhà. Ngày Tết cấm sát sinh, nếu mua gà vịt ở ngoài chợ thì cầu nguyện hóa kiếp cho nó đi đầu thai kiếp khác. Kỵ nhất là cúng ngoài sân là kêu gọi vong lạ đến nhà mình. Người Trần thường đi cúng lễ các ngày rằm ở đền chùa, không có thánh thần ở đó nên không linh ứng được. Có tâm thành cầu nguyện cúng ở nhà, các người âm nhà mình là tốt nhất. Các vong thấp còn có nhu cầu ăn uống, họ hưởng hương vị thức ăn khi cúng. Còn vong cao thì không cần hưởng thứ gì của người Trần, chỉ cần cái tâm nghĩ đến họ, cầu nguyện thì họ độ trì cho. Không đốt vàng mã giả, mà cúng tiền thật, áo thật mới may, mới mua. Sau 10 phút cúng xong thì lấy dùng bình thường. Người âm sẽ dao động theo bóng tiền, áo quần, đồ vật đó mà độ trì cho người sử dụng được tốt lành. Tiền hàng mã là giả, xuống âm phủ phải quy đổi, hạ giá nhiều so với tiền thật đã mua. Khi cầu ai với nội dung gì thì niệm trong tâm, không nói ra miệng. Nhớ bố mẹ ông bà thì tâm niệm trong lòng,
con cháu ở đâu cúng đấy, không phải tập trung một ngày giỗ ở từ đường như lâu nay người Trần đã nghĩ. Người âm đi rất nhanh, con cháu cúng, nghĩ đến ông bà, bố mẹ thì lập tức đến ngay. Ai không nghĩ thì không đến. Người âm đi bình thường 1 phút ứng với cõi Trần là 1.752 km. Khi cầu xin người âm nhà mình cho năng lượng tinh, thì những người chết trẻ sẽ cho năng lượng tinh cho cá nhân hay cho cả gia đình, tùy sự cầu xin của người nhà. Nếu cầu xin thổ công, táo quân cho năng lượng tinh thì họ sẽ xua năng lượng các vong lạ trong nhà, trong vườn ra ngoài, không phải cúng lễ từ yểm bùa gì cả. Phong con cái chết trẻ thường ở lại chờ độ cho bố mẹ, khi nào bố mẹ chết mới đi đầu thai. Nếu anh chị em biết cầu xin thì vong đó ở lại chờ độ cho anh chị em rồi mới đi đầu thai. Khi đi ra ngoài, cầu người âm nhà mình độ cho mình đi an toàn hoặc làm việc được may mắn. Nếu cầu xong cảm thấy khó chịu, đau đầu thì không nên đi. Nếu thấy thoải mái, vui vẻ, thuận lợi thì đi. Năng lượng thông tin của người âm báo cho người Trần có nhiều dạng, cần để tâm quan sát, chú ý, suy ngẫm. Theo dõi thực tế, rút kinh nghiệm thì biết trước được nhiều việc. Cụ thể như sau, chó ngủ trên giường là có vận hạn. Chó nhảy lên ghế uống nước, thè lưỡi thở là sẽ bị lừa mất tiền. Rắn vào nhà, vào giường, chui vào màn thì cầu xin bà cô tổ tứ đại, các cụ cho nó ra rồi ta lấy cây gạt nó ra. Nếu nó không ra hoặc ra rồi, lại vào là báo trước có tai nạn. Bướm đen vào nhà là báo có tai nạn, còn bướm nâu, bướm hoa vào không có việc gì phải lo ngại. Gà lăn quay trước, chủ báo có vận hạn. Các con vật chó, gà, rắn, bướm là do người âm xua nó vào để báo tin. Ai có tâm biết luôn nghĩ đến người âm như khi còn sống thì khi nào có vận hạn, tai nạn sẽ được nhận báo tin trước. Ai nhạy cảm và có kinh nghiệm thì đoán biết đề phòng tai nạn, hoặc xin bà cô tổ tứ đại độ trì xua tai nạn, giải hạn cho mình thì khỏi. Khi đi đâu làm gì xin bà cô tổ nhà mình độ trì thì bà sẽ phân công người âm trong dòng họ có tần số năng lượng thích hợp với mình đi theo giúp đỡ. Khi gặp tai nạn, năng lượng người âm dao động độ trì thì có thể thoát nạn hoặc bị nhẹ. Có người tai nạn nhẹ mà chết vì không có người âm theo độ trì. Khi mua nhà, mua ô tô, xe máy, xe đạp hoặc đồ dùng mới mang về thì trước tiên khấn dâng táo quân, thổ công, bà cô tổ chứng giám độ trì cho an toàn khi dùng. Có nhà mới, lúc dọn về ở thì trước tiên là thiết lập bàn thờ. Mời táo quân, thổ công, bà cô tổ, các bà cô, ông cậu, gia tiên dòng họ về ở và độ trì cho gia đình yên ổn, an lành. Đặt bàn thờ theo hướng chính cửa nhà, theo hướng cửa chính. Bếp thì đặt hướng ngược lại, làm sao cho người đứng nấu ăn mặt quay ra hướng cửa chính. Ví dụ, mặt nhà quay hướng nam thì bếp quay hướng bắc, người nấu ăn quay mặt ra hướng nam, thế là hợp đúng hướng. Bếp nên để tầng cao nhất, không để phía sau cùng, người âm không chịu được mùi hành tỏi. Nên bếp để trên, không bị mùi hành tỏi hôi tanh tỏa ra. Về giải hạn, bói toán bùa quẻ. Cơ thể cá nhân có phần năng lượng. Cuối năm căng thẳng hao hụt năng lượng. Đầu năm giải hạn là cân đối lại năng lượng trong cơ thể. Mỗi cá nhân đều bị 3 phần năng lượng bên ngoài tác động theo chiều tốt hoặc xấu. Đó là do trong nội bộ gia đình, một là mồ mả của dòng họ, hai là do công đức của cá nhân, ba là nếu 3 phần đó tốt thì sức khỏe cân bằng được năng lượng trong cơ thể, còn ngược lại thì đau ốm luôn. Ta tự giải hạn là tự cân đối năng lượng trong cơ thể mình, còn đến cô thiên đình là thu nạp thêm năng lượng cho cơ thể mình. Ở nhà thì xin bà cô tổ tứ đại và các phong trẻ tiếp năng lượng tinh, thanh cho mình. Nếu người tâm đức kém thì không thu được năng lượng tinh thanh, không giải được hạn, hạn là bệnh tật, tai nạn, rủi ro. Vậy tâm đức cá nhân là cơ bản, là quan trọng trong giải hạn cũng như trong mọi vấn đề. Đi cúng sao giải hạn là mê muội cuồng tín, sao là năng lượng. Con người khi dao động mức sinh lý thì có thể gặp năng lượng bên ngoài làm dao động không tốt thì gọi là tuổi hạn, vận hạn. Quá trình biến đổi sinh lý theo thời gian có tính chu kỳ, nếu gặp sự tác động của năng lượng ngoài vũ trụ không thích hợp thì bị hạn. Đến đây nghe cô nói cô giải hạn cho người khác, đồng thời mình cũng được giải hạn vì cô truyền cho năng lượng tốt để cân bằng tầng năng lượng xấu của mình. Trong phòng này đều là năng lượng tinh thanh của cô phát ra, ngồi nghe cũng được nhận năng lượng tinh. Từ năm 2000 bùa chú không còn tác dụng.
Trước kia trình độ của người Trần còn thấp, trời cho thầy làm bùa để giúp người Trần chữa bệnh cúng lễ trừ tà ma giải hạn. Ngày nay luật thiên đình cho phép người âm tứ đại về Trần giúp con cháu không cần đến thầy pháp thầy bùa chú nữa. Cõi âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Đến thế kỷ của khoa học kỹ thuật, người Trần tiến bộ văn minh theo luật, người âm phải tiến bộ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn mới giúp người Trần được. Các sao không có giá trị đối với đời thường của con người. Chiêm tinh xem sao giải hạn không còn hiệu ứng nữa vì thời tiết thay đổi không chuẩn xác như xưa. Tính tử vi theo giờ, ngày tháng năm sinh không chuẩn xác đâu. Nếu có 10 người sinh trùng nhau cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm thì không bao giờ chuẩn xác theo sao, theo tử vi. Vì 10 người con đó do 10 cặp bố mẹ khác nhau sinh ra. Họ khác nhau về thể lực, về tâm đức, về đời sống, lối sống, về môi trường sống thì họ không hề giống nhau. Có hiện tượng truyền bá khổng dịch tinh hoa. Khi ta khấn đưa quẻ dịch vào tay phát sóng chữa bệnh, đó là trời cho giáng xuống để người Trần hiểu có người âm độ. Nhưng làm việc này chỉ chữa bệnh đơn thuần chứ chưa giáo dục cái tâm đức. Khi vẽ quẻ dịch là vẽ từ cái tâm, là có sự độ của người âm trong gia đình mình, không có tâm đức, không dùng quẻ dịch được. Khi vẽ phải cầu người âm nhà mình độ. Thế kỷ này đòi hỏi mọi mặt phải cao, phải nhanh nhạy hơn mới đáp ứng yêu cầu của thời đại khoa học kỹ thuật. Thay cho quẻ dịch, ta dùng năng lượng của người âm độ trì, niệm xin thổ công, táo quân và bà cô tổ tứ đại cho hóa giải năng lượng của tivi khi phát sóng, có thể thay cho quẻ thiên địa bi trong cảm xạ học. Ngày nay đám cưới nên chọn ngày Mùi, ngày Thìn là tốt. Chú rể đi đón dâu vào giờ Thìn, tức là lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Từ 11 giờ trở về chiều không nên đón dâu, vì buổi chiều năng lượng xấu không hợp sinh lý con người. Thế giới người âm, cõi vô hình. Khi chết, hồn tách xác, sau đó bắt đầu dao động để thanh lọc cặn bã ô trược khi ở cõi trần. Linh hồn nào ở cõi trần nhiều tội tham sân si, tà dâm, trộm cắp, giết người, thì phải rèn luyện gian khổ bị va đập bởi các khối năng lượng của mưa gió sương tuyết để rũ sạch tội lỗi mới vượt thiên. Khi sinh hồn nhập từ đầu đến chân, khi chết hồn xuất từ chân lên đầu rồi ra ngoài. Ở cõi âm các phong phải học 360 cấp. Cấp học đầu tiên được học về giải phẫu sinh lý người từ 1 đến 100 tuổi. Ở cõi trần có môn học gì là phải học hết. Học xong 360 cấp và rèn luyện để vượt thiên đi đầu thai. Học về sự biến hóa của các vong sau khi chết. Học nhiều lắm mới giúp được người Trần. Người Trần làm giáo sư dạy học, chết về cõi âm vượt thiên nhanh như người chết trẻ. Người âm rất trọng công tác giáo dục, không mang kiến thức ở cõi Trần về cõi âm được. Về cõi âm phải học lại, học nhiều lắm. Âm Trần gần nhau, nhờ thông qua xác Trần mà không biết. Âm không phủ nhận công việc người Trần đang làm mà luôn tôn trọng và giúp đỡ nếu có tâm và cầu xin người âm nhà mình. Trong gia đình người nào có tâm sẽ được người âm báo mộng hoặc nhập hồn vào người trong gia đình để mách bảo. Phải có tâm mới cảm ứng được. Thế giới âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Ở thế kỷ 21 này, người âm học tập chuyển biến nhanh hơn để giúp đỡ người Trần theo luật trời ban định. Thế giới âm cũng như ở Trần, có các cấp từ phường xã đến trung ương. Người âm cũng có công việc phải làm như người Trần. Người âm là gái thì có trách nhiệm giúp con cháu ở cõi trần theo cái tâm. Con trai giúp công việc của nhà nước, lo phần lãnh thổ quốc gia. Con trai được học, đào tạo làm thổ công, táo quân, làm lính, làm công an, y tế, giáo dục. Người âm rất chú trọng công tác giáo dục. Người âm học giỏi mới làm thầy, không như ở trần, có tiền đút lót là đỗ. Làm thầy, tâm không chính, không nghiêm, khi chết sẽ nặng tội. Người trần có hai phần, xác và linh hồn. Người âm chỉ có phần hồn thôi. Linh hồn cũng có phần thô và phần tinh. Phần thô là phần tồn tại với xác lâu năm ở trần đầy tội lỗi. Khi chết về cõi âm thì linh hồn giống như khi ở cõi trần. Người chết trẻ về cõi âm thì thanh sạch hơn, vì ở cõi trần ít nên ít nhiễm cái xấu, cái thô. Linh hồn thanh nên nhanh chóng thu lại phần thanh, phần năng lượng tinh. Người trần có tâm thì có thể giao tiếp với người âm. Khi rèn luyện vượt thiên thì bay cao, bay xa.
nhìn rộng thấy nhiều, học được nhiều vấn đề nên có thể giúp người trần nhiều việc. Ai bị tai nạn giao thông chết, vong cũng đau đớn lắm. Về cõi âm có bác sĩ chữa, bệnh viện cõi âm làm việc chữa bệnh cho các vong bị bệnh ở cõi trần mà chết. Khi ốm, xin người âm nhà mình xin bà cô tổ tứ đại cho người chữa. Nếu tin tưởng thành tâm thì người âm nhà mình linh ứng về chữa giúp. Người âm nhập vào người nào thì do năng lượng của người đó hợp với tần số năng lượng của người âm. Nếu thích hợp ít thì chỉ đạt 10% hoặc 20% mà thôi. Cô Thiên Đình là người có quyền năng lớn, không phải là một cô cụ thể nào. Khu sinh thái Thái Nguyên trước hết phục vụ người dân Thái Nguyên bảo tồn cái đã có, khôi phục cái đã mất như văn hóa truyền thống các dân tộc. Tiến tới xây khu du lịch, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền, nghiên cứu văn hóa tâm linh, phấn đấu 5 năm hoàn thành. Sự kiện và lý giải của môn thông thiên học. Một sự kiện, sống chết có số mệnh, có cải được mệnh không? Lý giải, nói chung không cải được số, hình như thiên nhiên đã cài sẵn phần mềm của một máy vi tính lượng tử trong óc người, nó vận hành theo luật nhân quả của người đó. Ngày chết, ngày tận số thì máy dừng lại. Nhưng cũng có người đột nhiên gặp trường hợp đã làm được một điều thiện như cứu người chết đuối, cứu sống bạn trong chiến đấu, đem tiền của bố thí người tàn tật, nghèo đói, vân vân, thì người đó được cải số kéo dài thêm tuổi thọ. Ngược lại, kẻ nào làm điều ác, tham nhũng, hối lộ, cướp của giết người thì mạng sống sẽ thu ngắn lại, rút ngắn số đã định. 2. Sự kiện, ý nghĩa của việc cúng 49 ngày và 100 ngày. Lý giải, khi chết, linh hồn đến cõi âm. Linh hồn ở đó 49 ngày không được đi đâu cả, để xem lại băng ghi hình về toàn bộ cuộc đời của mình. Từ ý nghĩ, lời nói và hành động thiện ác thế nào, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Trong Phật nói là thời gian, hồi quang phản chiếu. Sau đó linh hồn tự thấy mình sẽ về cõi nào trong các cõi sau đây. Địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, cõi thiên. Sau 100 ngày được tự do đi lại thì các vong đó bị một lực hút vô hình đưa về cõi giới của họ. Đó là lực hút của vũ trụ, còn gọi là của cha trời, của Ngọc Hoàng Thượng Đế theo tên gọi của tên giáo. Sự kiện, chết hỏa táng, chết chôn chặt một lần và có thay áo, tức là cải táng, nên chôn cách nào là hợp phong tục Việt Nam? Lý giải, tùy theo phong tục tập quán của mỗi nước, của mỗi miền trong cùng một nước, Bắc Trung Nam, nhưng phải chú ý các điều kiện có quan hệ đến cuộc sống của người âm, của tổ tiên ông bà mà con cháu không được làm sai, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người còn sống. Ngày giờ chôn, huyệt mộ phải là đất tổ, chí hướng tốt, ngày thay áo cũng phải chọn ngày giờ đất tốt. Nếu hỏa táng thì lọ tro cũng chôn như khi cải táng, hoặc để thờ ở am thờ nho nhỏ trước sân, quay mặt theo hướng cửa chính, cửa nhà ở. Tuyệt đối không đưa lọ hài cốt lên chùa hoặc để trên bàn thờ trong nhà, sẽ gây nhiều rắc rối tai họa trong gia đình. Nên hỏi bà cô tổ tứ đại nhà mình về vấn đề này. Cần học nối mạng thông tin với bà cô tổ. Chưa học thì nhờ các nhà cảm xạ tâm linh, các nhà thông thiên học giúp đỡ. 4. Tại sao khi viếng mộ người nhà mình thì không được cúng hoa quả, vái cầu khẩn và đốt vàng mã? Lý giải, đốt vàng mã là mê tín dị đoan. Người âm không dùng loại vàng mã đó, chỉ có loại ma lang thang không được bà cô tổ quản lý. Nó sống gần người trần hoặc có hài cốt trong nhà mình đang ở thì nó mới cần vàng mã. Ta hay cúng các vong ngoài sân, đốt vàng mã cho nó là vô tình ta đã tạo cho nó quen đến nhà mình đòi ăn, quấy phá. Tổ tiên ông bà dòng họ nhà ta hầu hết đều ở cõi thiên tu hành để đạt tiêu chuẩn tái sinh, để về lại cõi trần. Năng lượng cấu trúc linh hồn họ là thanh khí, là năng lượng tinh, thanh nhẹ. Khi ra mộ khấn vái, họ cảm nhận linh ứng và về với người cầu khấn. Năng lượng còn lại, tức là lưu xạ của hài cốt đã tác động phần nào đến tâm thức, tinh anh của họ. Họ bị nhiễm năng lượng thô nặng, trược khí làm họ phải tốn thời gian tu luyện trở lại. Vì vậy tối kỵ, khi ra mộ, khấn vái gọi tên người chết. Mọi sự cầu khấn đều làm ở bàn thờ gia tiên ở nhà. 5. Sự kiện.
Con nên tập trung mồ mả về một nơi để con cháu dễ tìm. Lý giải, ý định của con cháu là hợp lý, tốt, nhưng có khi không hợp với người đã chết, có ảnh hưởng xấu đến con cháu dòng họ. Vì sao? A. Có trường hợp mộ kết cỏ lợi cho con cháu. B. Họ đang tu luyện để đạt tiêu chuẩn đi đầu thai. Nay cải táng tập trung làm xáo động đến linh hồn là điều tối kỵ. Muốn làm việc này phải xin phép bảo cô tổ tứ đại của dòng họ. Ngoài hai điểm trên còn có trường hợp này tôi đã gặp, đã giúp gia đình thân chủ giải quyết, cần nói rõ để bà con chú ý. Có gia đình bốc hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa Trang Lắc ở tỉnh Đắk Lắk mang về cải táng ở quê nhà là Nghĩa Trang Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Khi hỏi bà cô tổ tứ đại của gia chủ thì bà cô tổ cho biết hài cốt có đấy nhưng linh hồn của cháu còn ở Nghĩa Trang Lắc vì không có người có quyền năng xin thổ địa cho chuyển vong linh liệt sĩ về quê quán. Tôi đã mời thổ địa Nghĩa Trang Lắc, Đắk Lắk, thổ địa Nghĩa Trang Vĩnh Tường và bà cô tổ đến trao đổi, xin chuyển linh hồn liệt sĩ về quê hương. Công tác bàn giao này diễn ra rất nhanh và lý thú. 6. Sự kiện cúng dỗ nên cúng chay hay cúng mặn? Lý giải, người cõi vô hình tổ tiên ông bà mình không ăn như người ở dương trần. Họ ở thể năng lượng nên không ăn. Có lúc họ cũng cần hưởng hương sắc của hoa, vị của quả trong thiên nhiên thì họ hưởng bằng cảm nhận sự rung động sóng của sắc hương vị hoa quả đó. Thức ăn chay là thức ăn thanh nhẹ. Họ hòa nhập vào cơ thể con cháu khi ăn để họ hưởng sự rung động đó. Thức ăn mặn, cá, thịt có sự rung động mạnh, thô, trượt. Họ sợ và khó chịu sóng rung động của thức ăn mặn nên nhớ không nên cúng mặn kể cả cúng ông táo. Người âm hưởng thức ăn khi họ hòa nhập vào con cháu và cảm thụ sóng rung động của thức ăn hoa quả đó. 7. Sự kiện bà cô tổ tứ đại có thể giúp con cháu tìm mộ người nhà liệt sĩ ở chiến trường BKC không? Lý giải, tôi đã giúp một số gia đình về việc này. Các bà cô tổ đã giải quyết một trường hợp sau. Nếu vong linh liệt sĩ đó đã về với gia đình, đã được bà cô tổ quản lý thì không cần tìm hài cốt nữa, vì đi xa tốn kém. Nếu vong linh chưa về với gia đình, với bà cô tổ thì bà sẽ liên hệ với thổ địa nơi liệt sĩ đã hy sinh, đã được chôn cất, biết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, vùng, địa danh liệt sĩ hy sinh, có thể tìm dễ dàng. 8. Sự kiện hiện nay có nhiều mộ liệt sĩ vô danh ở các nghĩa trang, có thể tìm biết tên quê quán của mộ vô danh đó không? Lý giải, đã có nhiều người có khả năng ngoại cảm để làm việc này, đó là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người ở 46 Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội. Điện thoại 043-832-8249. Riêng cá nhân tôi cũng có thể giúp cơ quan đoàn thể gia đình tìm trả lại cho liệt sĩ ở các mộ vô danh. Cơ chế làm việc của tôi là mời thổ địa ở nghĩa trang đó về làm việc trước vài ba hôm. Thổ địa chuẩn bị kiểm tra sổ sách đối chiếu phần mộ bảo đảm chính xác. Hôm sau đúng ngày hẹn, tôi tìm đến gặp thổ địa hỏi là được biết tên ngay. 9. Sự kiện bà cô tổ có thể giúp con cháu sinh con trai con gái theo ý muốn. Vậy theo cơ chế nào ở cõi âm đã làm được như vậy? Lý giải, tôi đã được bà Quan Âm Bồ Tát giải thích như sau. Khi người mẹ mang thai được một tháng kể từ ngày tắt kinh, thì thai nhi chưa phân rõ trai hay gái. Từ ngày 35 đến ngày thứ 49, thai nhi bắt đầu chuyển hóa thành con trai hay con gái, tức là bắt đầu hình thành bộ phận sinh dục nam hay nữ. Đúng thời gian đó, ta dùng một phương pháp đặc biệt để tăng tính dương nhiều hơn, tức là năng lượng dương, thì sẽ thành con trai, còn tăng tính âm nhiều hơn thì sẽ sinh con gái. Ngày nay khoa học cũng đã tìm hiểu nhiều phương pháp sinh con trai con gái theo ý muốn. Tôi đã được cấp trên dạy cho bí pháp tác động vào người mẹ vào thời điểm trên trong 8 đến 9 lần. Mỗi lần từ 5 đến 10 phút thì sẽ sinh con trai hay con gái theo ý muốn. 10. Sự kiện. Tại sao người âm có thể biết việc quá khứ, hiện tại và tương lai của mình? Qua cuộc thực nghiệm khoa học về cô Thanh Hải ở 93B Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội. Lý giải, mỗi đời sống con người đã trải qua nhiều kiếp từ quá khứ xa xưa.
đó là tiền kiếp, đến hiện tại, thiên nhiên, tôn giáo gọi là cha trời, ngọc hoàng, thượng đế hoặc đức chúa, đã khéo gắn vào đầu óc con người máy vi tính lượng tử huyền bí tinh vi. Các nhà thông thiên học gọi là hạt nguyên tử trường tồn, nó hoạt động một máy quay phim tự động, nó ghi tất cả ý nghĩ, lời nói và hành động của mỗi con người từ kiếp này đến kiếp khác. Đồng thời nó cũng có bộ phận lập sẵn chương trình hành động của người đó từ khi sinh đến khi chết, căn cứ theo nghiệp lực của họ từ trước bà cô tổ tứ đại, táo quân và thần Nam Tào, có trách nhiệm quản lý nên có thể đọc biết được đời sống của con cháu mình và người âm trong dòng họ mình, cũng được biết điều đó. Vì vậy ở trung kính, qua cô Hải, các vong trẻ của mỗi gia đình đều nói được các điều về quá khứ, hiện tại và tương lai. 11 sự kiện bệnh ma làm có những biểu hiện gì, tại sao, ai có thể chữa được bệnh ma làm? Lý giải, thông thường có 3 loại bệnh: do tâm lý, do tình trí gây ra, do tổn thương thực thể bị đánh, té ngã, do môi trường khí hậu, thời tiết gây ra, phải đến bệnh viện khám và điều trị. Ngoài ra còn có bệnh mà dân thường gọi là bệnh ma làm, biểu hiện hay đau đầu, đau lưng, đau khớp, sôi ruột, ỉa chảy, trẻ con hay khóc đêm, người già ngủ không yên hay mơ mộng, con trai thấy ma gái đến ngủ ban đêm, con gái thấy ma trai đến nô đùa quấy rối. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo không có bệnh gì. Qua kinh nghiệm, tôi chữa các bệnh đó thì thấy không mấy nguyên nhân. Một là do nhà đang ở có hài cốt nên bị ma quấy. Hài cốt đó có từ xa xưa, 300-400 năm về trước. Mồ mả là nhà ở của ma, ta cất nhà trên đó, nó quấy phá là không thể trách và đuổi nó đi được. Với những nhà đó, tôi đã độ cho nó đi tu về cõi Phật theo nguyện vọng. Thế là nhà đó sạch bóng ma, không còn ốm đau lặt vặt nữa. 12. Sự kiện mỗi gia đình thường có các vị thần nào? Lý giải, thông thường chỉ có 2 vị thần là Táo Quân và Nam Tào. Thần Táo Quân theo dõi mọi hoạt động của các thành viên trong gia đình. Ngày 23 tháng Chạp về trời báo cáo và nhận kế hoạch chỉ thị phúc khoe họa cho gia đình trong năm sau. Thần Nam Tào là có trách nhiệm không cho ma vào quấy phá gia đình, bảo vệ gia chủ khi ra đường không bị ma làm hại. Biết ai ốm đau sống chết, nhà có người chết, Nam Tào làm điếu văn đọc cho người trong dòng họ ở cõi âm về nghe. 13. Sự kiện thiên nhiên có quy luật, hễ có bệnh gì thì đều có cây cỏ để chữa. Vậy có thuốc chữa các bệnh nan y như ung thư, AIDS, ma túy, di chứng chất độc màu da cam chưa? Lý giải, bệnh nan y là do con người tạo nghiệp xấu gây nên, phải sám hối tu tâm, dưỡng tính, làm điều thiện để giải nghiệp. Đã có thuốc chữa, người đó là ai, thuốc ở đâu, còn đang giữ bí mật. Ai có duyên mới gặp thầy, gặp thuốc. Nguyên lý, đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Các vua Hùng mất, Bác Hồ mất, nhưng hồn thiêng vẫn sống mãi cùng núi sông, cùng dân tộc con cháu Việt Nam. Tổ tiên ông bà của mỗi dòng họ đã khuất nhưng vong linh họ vẫn sống bên cạnh con cháu. Họ luôn mách bảo độ trì cho con cháu khi con cháu cầu khấn họ. Điều này nhiều người chưa biết, khi nào học được phép nối mạng thông tin vũ trụ hoặc có khả năng ngoại cảm thì có thể giao tiếp nói chuyện nhận thông tin của tổ tiên ông bà một cách dễ dàng. Mỗi dòng tộc ở cõi âm đều bầu các bà cô ở đời thứ tư làm công tác quản lý gọi là bà cô tổ tứ đại. Số lượng nhiều hay ít tùy thuộc số người ở cõi âm. Từ 150 đến 200 người thì bầu 3 đến 4 bà cô tổ tứ đại. Khi một thế hệ, tức là một đời ở cõi trần chết, thì các bà cô tổ tứ đại thành ngũ đại, tức là đời thứ 5. Các bà sẽ thôi làm công tác quản lý. Các bà tam đại lên tứ đại được bầu làm bà cô tổ. Các đời khác, những người chết trẻ được gọi là bà cô, ông cậu hoặc ông mãnh, chứ không gọi là tổ được. Bà cô tổ tứ đại sống cách ta khoảng 190 đến 200 năm. 4. Nhiệm vụ của các bà cô tổ được phân biệt bằng màu sắc áo mặc, còn mũ đội thì giống nhau. Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo xanh, làm tộc trưởng phụ trách khoa học kỹ thuật. Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo hồng, phụ trách vấn đề giáo dục sư phạm. Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo đỏ, phụ trách về hôn nhân, vợ chồng.
bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo đen phụ trách về bệnh sống chết sinh tử, bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo trắng phụ trách về giáo dục đạo đức, bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo tím phụ trách về khoa học kỹ thuật trung cấp ngắn, bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo vàng phụ trách về khoa học kỹ thuật bách khoa dài hạn. 5. Khi chết, vong linh người đó đến cõi gọi là âm phủ, ở trong lòng đất từ 9 đến 10 năm để hồi quang phản chiếu xem lại cuốn băng hình toàn bộ hành động, thân khẩu ý, thiện hay ác của mình ở cõi trần, từ đó tự xác định công hay tội và phải đi về cõi nào cho thích hợp. Súc sinh, ngạ quỷ, Atula, cõi thiên, địa ngục, họ phải tu học ở các cõi đó từ 100 đến 200 năm, đạt tiêu chuẩn vượt thiên về cõi thiên, phải tu học 100 đến 200 năm nữa để đi tái sinh về cõi trần. Việc tái sinh về đâu, gia đình nào là do vong linh đó tự nguyện lựa chọn. Khi về cõi thiên thì được bà cô tổ tứ đại cho tu học một thời gian rồi mới đưa vào học các trường đại học tương ứng các trường đại học ở cõi trần. Sau đó đưa vong linh con cháu đi về tái sinh ở cõi trần. Lớn lên, đứa trẻ đó có xu hướng học tập chọn nghề theo tiền kiếp của mình đã được đào tạo ở cõi âm. Thần đồng chưa học mà biết, có thể giải thích do cơ chế này ở cõi âm với cõi trần. 7. Bà cô tổ tứ đại thường phân công người về cõi trần đồ trị, giúp đỡ con cháu trong học tập, công tác, làm ăn, buôn bán, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ai biết điều luật này thì luôn khấn cầu xin bà cô tổ tứ đại của dòng họ Trần Lê Nguyễn phù hộ độ trì cho công việc đang làm thì sẽ được bà độ trì nhất định. 8. Khi ốm đau bệnh tật nên cầu khấn xin bà cô tổ tứ đại về độ trì chữa bệnh, bệnh gì nói rõ, cho con đọc 10 lần, sau đó nằm yên lặng hoặc nằm ngồi thiền 10 phút, bà sẽ về phóng hào quang chữa bệnh cho. Thường xin chữa bệnh vào lúc 5 đến 7 giờ sáng hoặc 11 đến 12 giờ đêm. Tùy bệnh nặng hay nhẹ mà có thể khỏi bệnh nhanh hay nhiều ngày. Thành tâm tin tưởng liên tục thì đạt hiệu quả khỏi bệnh nhanh. 9. Hàng đêm khi mọi người đã ngủ, ta cầu xin bà cô tổ tứ đại tiếp năng lượng cho con cháu đang ngủ để hóa giải bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Nhận thông tin bà sẽ về tiếp năng lượng cho cả gia đình. 10. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà bằng cơm chay, không đốt vàng mã, chỉ dâng tiền thật và khấn. Con xin dâng tiền cho bà cô tổ, chi tiêu ở cõi âm, 10 đến 15 phút sau cất tiền chi tiêu như thường lệ. 11. Nhà nào thường xuyên thắp hương bàn thờ tổ tiên ông bà thì nên khấn, cầu xin tổ tiên ông bà cô tổ tứ đại độ trì cho con cháu. Ai, điều gì nói rõ. Sau đó, con xin cầu nguyện cho bà cô tổ tứ đại cùng dòng họ tu hành ở cõi Phật chóng đắc đạo về cõi Niết Bàn. Nếu đã được tôi minh chánh độ cho cả dòng tộc ở cõi âm về tu nơi Tây Phương của Phật A-di-đà hoặc ở Nam Hải của Phật Bà Quan Âm. 12. Gia đình nào cũng có táo quân thổ công theo dõi việc làm của thành viên trong gia đình thiện hay ác, sức khỏe ốm đau bệnh tật. Nhà ở quang sạch hay có âm khí hài cốt, vào thần Nam Tào lo việc sống chết, 7 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp, khoa học gọi là năng lượng trí tuệ vũ trụ, những hành động của thành viên trong gia đình rồi nhận chỉ thị thi hành họa hay phúc cho gia đình đó. Trước 7 giờ sáng nên cúng chay và dâng tiền mặt đưa tiễn táo quân về trời, không đốt vàng mã, hia, mũ, áo cho ba người như tục lệ mê tín dị đoan lâu nay. 13. Cho chân nhang và thứ gì ở bàn thờ khi đốt hóa xong nên cho vào túi ném xuống sông, xuống biển hoặc ao hồ. Không được ném vào thùng rác nơi ô uế, làm sai sẽ bị phạt đau nhức, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt. Nếu biết cầu khấn sám hối, xin lỗi thì có thể hóa giải. 14. Người chết vẫn sống cạnh con cháu, vì vậy khi ăn phải mời. Ngồi yên lặng nói thầm, mời táo quân thổ công, bà cô tổ tứ đại, các cụ ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác cô dì, anh em con cháu về ăn cơm. Sau đó mới cầm đũa ăn. Ngày ăn ba bữa đều mời cả ba lần, thể hiện lòng thành kính thương nhớ đến người đã khuất. Bàn thờ thổ địa thần tài không được để dưới đất bụi bặm bẩn thỉu. Người qua lại ô uế không ai chứng giám. Nhà chỉ một bàn thờ và một bát nhang, bao gồm cả thờ Phật, một ảnh hoặc một tượng.
ông bà nội ngoại, ảnh ông bà, bố mẹ, anh chị em hàng ngày thắp hương khấn cầu nguyện chung. Đến ngày giỗ ai thì cúng cơm chay và khấn cầu họ tên người đó thì người đó về ngay, khấn cầu 10 lần họ tên người cúng giỗ. 16. Không tự ý di chuyển hài cốt mồ mả làm ảnh hưởng đến vong linh người chết đang tu học ở cõi thiên. Có trường hợp bắt buộc phải di chuyển thì phải khấn cầu nói rõ trường hợp bắt buộc đó và xin chuyển về đâu. Nếu có nhà ngoại cảm thì giao tiếp nhận ý kiến của bà cô tổ chỉ dạy cho thì mới không bị tai họa, vì do di chuyển mà không được vong linh người đó đồng ý. 17. Người chết chỉ nên chôn một lần, xung quanh mộ có hàng rào tường bảo vệ không để phân người, xác súc vật làm ô uế. Nếu hỏa táng, để cho vào lọ, chôn ở nghĩa trang. Vườn đất tư gia hoặc để ở miếu thờ nho nhỏ trước sân, luôn có lọ hoa, đĩa quả và bát hương. Vong linh người chết khi về với con cháu thích ở nơi thoáng mát ngoài sân. Miếu nhỏ xây mặt quay vào hướng cửa chính. 18. Khi ra thăm mộ người chết chỉ nên dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ xung quanh, không để rễ cây đâm vào mộ. Tuyệt đối không thắp hương, hoa quả cầu khấn ở mộ, mà chỉ thắp hương dâng hoa quả cho thổ địa thôi và khấn. Xin thổ địa bảo vệ an toàn cho mộ của, đọc tên họ người đó. 19. Nhà ở hiện nay thường xây cất trên các bãi tha ma cách ngày nay khoảng 2 đến 3 đến 500 năm. Người ta đã chôn cất nhiều hài cốt và vong linh chưa siêu thoát. Mồ mả là nhà của người chết, ta xây nhà trên mồ mả của họ nên hay bị hồn ma quấy phá, đuổi đi. Biểu hiện là người trong nhà hay đau đầu, đau bụng, ỉa chảy, đau lưng, trẻ con khóc đêm hay nóng sốt. Người già nhức xương, khớp ù tai, chóng mặt. Khi đi khám bác sĩ bảo không có bệnh, bệnh đó là do ma làm. Nó còn gây nhiều chuyện khác như vợ chồng xích mích, vợ thấy người về nằm chung, con trai thấy con gái về nằm chung. Vì vậy vợ chồng không thích gần nhau. Táo quân và bà cô tổ không có khả năng quyền hành để đánh đuổi ma đi. Vì theo luật cõi âm, mồ mả ở đâu, nhà của người chết ở đó. Chỉ có người có quyền năng do trời Phật ban cho và thông báo cho ma quỷ biết, nó mới xin gặp để độ nó đi tu thì nhà ở đó không còn ma quấy ám nữa. Xin gặp ông Minh Chánh, địa chỉ nhà A8, 8C, phòng 5, khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04-353-700-07. 20. Học nối mạng thông tin với vũ trụ bằng con lắc AB. 21. Sự kiện đất Long An chữa bệnh là do nguyên nhân nào? Khu vườn đó có hai cây cao nhất, có hai vị thần là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Hữu Chỉnh đang ngồi luyện khí công. Năng lượng của họ phát ra có thể làm lành một số bệnh. Khi họ thôi tập thì không còn là nơi chữa bệnh nữa. Tin của thổ địa khu vườn Long An do Minh Chánh nhận. Hiện tượng chưa giải thích được. Về chuyện có hay không hồn ma, là một người có ít nhiều kiến thức khoa học, tôi luôn giữ thái độ phủ định bởi thứ nhất, nó trái với học thuyết duy vật mà tôi đã học được từ hồi nhỏ còn đang quàng khăn đỏ. Thứ hai, thật tình tôi chưa được gặp ma bao giờ. Nhưng trong cuộc sống thực tế, như câu ngạn ngữ xưa, vô kỳ bất hữu, không có điều kỳ lạ nào là không xảy ra. Chính tôi đã từng chứng kiến và nếu muốn bạn có thể kiểm chứng còn tin hay không tùy bạn. Buổi chiều hôm đó đúng giờ tan tầm, đường phố Thượng Hải chật cứng người và xe cộ qua lại. Mọi người đều hối hả mong chóng quay về tổ ấm gia đình sau một ngày làm ra làm trong cơ chế thị trường. Không ai có thể ngờ được rằng chính từ lúc ấy đột nhiên có một phụ nữ từ trên không trung rơi thẳng đứng xuống. Trời đất xui khiến thế nào lại giáng đúng vào một chị phụ nữ khác đang đi bộ trên vỉa hè. Chỉ nghe tiếng huỵch kèm theo tiếng thét thất thanh, rồi cả hai người phụ nữ trẻ cùng nằm bất động trên nền xi măng. Khách qua đường đều bị bất ngờ đến sững sờ, mọi người vây kín khu vực xảy ra tai nạn thương tâm. Người thì nhào vào làm hô hấp nhân tạo, người thì vội chạy tới trạm bưu điện gần nhất trình báo cảnh sát. Một lát sau xe cảnh sát tới, tiếp theo sau là xe cứu thương. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chở tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ hối hả làm việc nhưng thật đáng tiếc họ chỉ cứu sống được có một người. Qua điều tra tìm hiểu mới hay cái chị rơi từ trên trời cao xuống tên là Lý Phượng Lam, 35 tuổi. Bởi cuộc sống vợ chồng liên tục xảy ra những trận đụng độ tưng bừng
và chị vợ cũng thuộc loại rách rời rơi xuống, lại gặp anh chồng vũ phu, liền bị ăn mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Chị ta tức liền nhào qua bậu cửa sổ tầng 3 chung cư cao ốc, nhảy đại xuống đường phố chết quách cho rồi. Ai ngờ cú nhảy đại ấy lại rơi đúng vào một chị phụ nữ bất chợt đi ngang qua phía dưới nên chẳng chết cho. Còn chị phụ nữ thiệt mạng kia tên là Vương Mỹ Na, 32 tuổi, vừa rời công sở vội ra bến xe Tuyến để về nhà cùng chồng và đứa con gái 6 tuổi chuẩn bị tới tiệm ăn một bữa tiệc vui gia đình, mừng sinh nhật con gái. Nào ngờ người đàn bà phấn chí nhảy lầu kia đã sớm cướp đi sinh mạng cùng ước mơ của chị. Về vụ tai nạn bất ngờ này, cuối cùng sẽ xử lý ra sao? Đó là công việc của các nhà chức trách có liên quan, ở đây không lạm bàn. Lại nói về người đàn bà nhảy lầu kia. 3 hôm sau khi cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện, chị ta về nhà. Anh chồng Lâm khởi tường hú vía, sợ chị ta lại nhảy lầu hoặc tái diễn hành động liều lĩnh gì nữa, nên làm đơn gửi đơn vị xin nghỉ phép ở nhà trông chừng vợ. Suốt đêm ngày giám sát không rời vợ nửa bước. Nhưng sau khi về nhà, chị vợ mấy ngày liền âu sầu, không hé răng nửa lời và cũng chẳng ăn uống gì, cứ nằm vùi đầu trong chăn ngủ. Tối hôm ấy, khoảng gần nửa đêm, Lâm Khởi Tường đang trong giấc ngủ chập chờn bỗng phát hiện Lý Phượng Lam rón rén bò dậy. Tụt khỏi giường, mặc quần áo ấm xong xuôi, liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ. Anh ta tưởng vợ ra nhà vệ sinh nên cũng chẳng để ý canh chừng, nhưng rất lâu sau không thấy vợ quay trở lại phòng ngủ. Anh ta chột dạ vội bật đèn tới nhà vệ sinh, nhà bếp và ngó mọi xó xỉnh trong nhà cũng không thấy vợ đâu. Lâm Khởi Tường hốt hoảng vội mặc quần áo ra khỏi nhà đi tìm vô định khắp trốn trong khu tập thể. Ngoài đường phố tới tận 3 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng Lý Phượng Lam đâu. Anh ta buồn bã quay về nhà thì thấy chị vợ đã nằm ngủ trên giường như chẳng hề đi đâu. Anh ta vội chất vấn vợ nhưng chị ta vẫn lặng lẽ lắc đầu không nói lời nào. Sáng ngày hôm sau, Lý Phượng Lam đã bắt đầu chịu ăn uống trở lại. Và lạ là 3 bữa trong ngày chị ta đều ăn rất khỏe, khiến Lâm Khởi Tường vừa mừng vừa lấy làm lạ. Nhưng đến khoảng 12 giờ đêm chị ta lại rón rén xuống khỏi giường mặc quần áo chỉnh tề, rồi lại nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại đàng hoàng. Anh chồng liền vùng dậy bám theo xuống lầu nhưng không gọi giật lại, vì cũng muốn theo dõi xem chị ta nửa đêm định đi đâu. Đột nhiên trên đường phố có một chiếc taxi chờ qua. Lý Phượng Lam vẫy tay gọi, chiếc xe khựng lại, chị ta chui vào xe. Lâm Khởi Tường chưa kịp lao lên kêu, thì chiếc xe đã tăng tốc lao đi một đoạn khá xa. Nhìn theo bóng chiếc taxi nhỏ dần và khuất sau góc phố, anh ta nghĩ thầm, đồ đàn bà hư đốn đến thế là cùng. Nửa đêm hẹn hò bồ bịch đến tận chân cầu thang rước đi, tao không tìm cách bắt quả tang trai trên gái dưới, thề sẽ không làm giống người. Anh ta quay về nhà khóa trái cửa lên giường ngủ. Ai ngờ sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, nhỏm dậy đã thấy vợ vẫn nằm ngủ nghiêm chỉnh bên cạnh. Anh ta cố nén cơn giận, làm mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến sau bữa cơm tối, chưa kịp thu dọn bát đĩa, làm như sực nhớ ra điều gì hệ trọng, anh ta nói với vợ là tối nay có chút việc rất cần, phải đến nhà anh bạn trên phố Đông, có thể rất khuya mới về. Nói xong, anh ta quay quả ra khỏi phòng. Lâm Khởi Tường xuống lầu, thực ra anh chẳng đi đâu ra phố Đông Tây gì cả, mà lẳng lặng sang quán ăn đối diện, tìm chỗ ngồi lánh đi, nhưng có thể quan sát được mọi động tĩnh bên này. Gọi đĩa mồi và chai bia ngồi lai dai. Công việc là giả vờ, mà việc thật là ngồi quan sát, theo dõi hành tung của con vợ thị màu. Đợi mãi cho đến tận 12 giờ, 10 phút, đường phố đã thưa người, quán xá đã vãn khách, sắp sửa đóng cửa thì bóng dáng thị xuất hiện bên kia đường. Anh ta vừa nhỏm dậy chưa kịp nhào khỏi cửa quán thì có một chiếc taxi dừng lại, thị chui vào chiếc xe rồi phóng đi mất. Lâm Khởi Tường quính quáng vẫy một chiếc taxi khác cố bám đuôi. Chiếc xe phóng dọc theo đại lộ, qua 2 khúc quẹo ngã tư thì dừng lại trước một hẻm phố. Lý Phượng Lâm bước xuống hẻ phố, trả tiền xong liền bước nhanh tới một tòa nhà, lên cầu thang thẳng tới tầng 4, đẩy cửa vào một căn phòng loáng một cái khuất dạng bên trong.
Tất cả những cử chỉ đó của thị đều hiện ra mồn một trước con mắt theo dõi của Lâm Khởi Tường. Lén bám phía sau, anh ta tức đến phát run lên, chỉ muốn đạp cửa xông thẳng vào lôi thị ra khỏi cho ra nhẽ, nhưng cửa đã bị khóa trái. Anh ta đành đi đi lại lại phía ngoài hành lang, không biết làm cách nào, cuối cùng liền đập cửa gọi toáng tên vợ lên. Cửa bật mở, đứng trước mặt anh ta là một phụ nữ quen thuộc, chính là Lý Phượng Lam, vợ mình. Nhưng bây giờ sao trông lạ hoắc, trước bụng choàng một tấm tạp dề, tay áo sắn cao quá khuỷu, đang chống trước chổi vải tua cọ nhà. Anh ta sững sờ, mắt trợn tròn, mồm há hốc, chẳng hiểu mình đang tỉnh hay mơ, bụng nghĩ quái lạ. Mụ vợ vốn tự coi mình xuất thân danh giá lá ngọc cành vàng, có bao giờ đụng chân đụng tay mó vào những việc hạ đẳng nặng nhọc, bây giờ sao lại chịu làm thân phận ô xin thế này? Chưa kịp mở miệng thì Lý Phượng Lam cất giọng lạnh lùng: anh có phải là Lâm Khởi Tường không? Tôi là Vương Mỹ Na, tuần trước anh đã bức vợ phải nhảy lầu tự sát, chị ta không hề hấn gì, nhưng đã báo hại đè chết tôi. Bây giờ chồng tôi hiện đang bệnh dạ dày, bột phát, phải nằm viện, để lại nhà, và đứa con gái 6 tuổi của tôi chẳng người trông nom, đành phải gọi nhờ vợ anh trông chừng đỡ đần. Điều khiến Lâm Khởi Tường kinh hoàng hơn nữa là Lý Phượng Lam không nói giọng tứ xuyên quê hương mà nói được một câu tiếng Thượng Hải quê gốc Vương Mỹ Na, trong khi vợ anh học mãi mà không thể nói được một tiếng Thượng Hải cho lưu loát. Chẳng lẽ hồn ma của Vương Mỹ Na đã nhập vào cơ thể bằng xương bằng thịt của Lý Phượng Lam? Nghĩ tới đó, anh ta tá hỏa, quay đầu chạy bán sống bán chết. Câu chuyện ma nhập mượn xác hoàn hồn ấy lan truyền khắp Thượng Hải, khiến mọi người sởn gai ốc, dựng tóc gáy. Bạn đọc thân mến, nếu bạn không tin, xin hãy đến hỏi Ủy ban khu phố đường Nam Kinh Thượng Hải sẽ rõ. Bùi Hữu Cường, dịch theo tạp chí Story Tenler, Hội Văn nghệ Thượng Hải, Trung Quốc. Điều kỳ lạ bất ngờ sau một vụ án mạng. Câu chuyện quái đản này xảy ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đầu giờ làm việc buổi sáng hôm ấy, khi mở khóa cửa đẩy vào văn phòng, bỗng mọi người sững sờ kinh hãi khi nhìn thấy xác cô Winisa Acho, 28 tuổi, gục trên chiếc máy chữ, nằm chỏng trơ trên bàn làm việc. Mặt cô đẫm máu với những vết thương trên đầu. Rõ ràng cô đã bị kẻ nào đó sát hại trước đó không lâu. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì buổi tối hôm trước, hôm phát hiện ra xác chết, cô thư ký tóc hung xinh đẹp này nhận được lệnh phải ở lại văn phòng làm việc thêm giờ. Chúng tôi không thể nào hiểu nổi có kẻ đang tâm giết hại chị ấy, mấy người bạn đồng nghiệp của Winisa nói. Mọi người trong công ty từ già đến trẻ đều rất quý mến chị ấy, không chỉ vì chị khá xinh đẹp, mà còn vì chị có đức tính hết sức khả ái, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Trong trái tim chúng tôi, Winisa là người chị, người bạn tuyệt vời. Các đồng nghiệp của Winisa còn nhận xét thêm, rất có thể là một gã đàn ông si tình nào đó muốn ve vãn bị chị cự tuyệt thẳng thừng, xấu hổ quá hóa rồ, liền thanh toán chị không thương tiếc. Từ khi anh Hetmando, chồng chị không may bị tai nạn ô tô chết hồi năm ngoái, Winisa hết sức buồn chán, không muốn giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào. Sau khi xảy ra vụ án mạng, cảnh sát Barcelona tiến hành điều tra giáo diết, rà soát lý lịch từng đối tượng tình nghi trong công ty, nhưng vẫn chưa hé mở một tia hy vọng nào, khả dĩ tìm ra manh mối hung thủ. Và kỳ lạ thay, đúng vào ngày giỗ đầu của Winisa, thì sự kiện quái dị này xảy ra ngay tại vị trí làm việc của chị khi còn sống. Thoạt tiên là tất cả tranh ảnh treo chắc chắn trên tường quanh văn phòng bỗng nhiên tự dưng bung ra, rơi lả tả xuống sàn nhà. Tiếp theo là các cánh cửa sổ tự động mở, ập vào, liên tục. Tất cả các họng nước phòng cháy bố trí quanh phòng đều mất tác dụng. Nước trong phòng tự động phun ra thành tia, khiến mọi người trong phòng cuống cuồng chạy tán loạn. Mọi người hết sức sửng sốt, kinh hoàng khi sự việc kỳ dị xảy ra ngay sau đó. Chiếc máy chữ kiểu cũ trước kia Winisa chuyên trách vẫn được các bạn để nguyên chỗ cũ như một kỷ niệm và nhân chứng. Bỗng nhiên các phím chữ trên đó tự động nhảy lách tách và gõ lên mặt băng giấy những dòng chữ sau đây: Ngài Jean Polissa,
ông chủ của tôi muốn giở trò sàm sỡ với tôi. Khi bị tôi cự tuyệt vùng vẫy đẩy ra thì ông ta nổi sung, thu nắm đấm đánh tôi tới tấp. Ông ta còn dùng một vật gì đó rất nặng quật vào đầu tôi, làm tôi gục xuống chết ngay tại chỗ. Xưa nay ông ta vẫn được tiếng là một ông chủ tốt, nhưng khi ông ta bắt đầu để ý đến tôi, bỗng tính tình ông ta thay đổi một cách bất thường, trở nên rất thô bạo. Thậm chí ông ta còn buông lời hù dọa rằng, nếu tôi từ chối cùng đi chơi, ông ta sẽ đuổi tôi khỏi công ty. Tối hôm ấy ông ta hẹn tôi cùng đi chơi. Khi tôi trả lời không thể đi được, ông ta bỗng gầm lên đấm đá tôi như một thằng điên. Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều đổ xô tới vây quanh chiếc máy chữ và họ đều trợn mắt há miệng kinh hoàng chứng kiến sự hoạt động ma quái của chiếc máy chữ không người. Họ vội tháo băng giấy mang những dòng chữ trên ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc của giám đốc Polisa. Viên giám đốc vội cầm tờ giấy đọc lướt, bỗng mặt hắn tái mét. Hai tay hắn run bắn làm tờ giấy trực rơi xuống đất và cuối cùng hắn ngã vật ra bất tỉnh. Một lúc sau hắn ta mới cựa quậy ngơ ngác trong nước mắt đầm đìa và lắp bắp tự thừa nhận tội lỗi của mình, rằng hắn đã phạm tội trong trường hợp đột biến bất đắc dĩ, chỉ vì khi đó bất ngờ bị Winisa cự tuyệt thẳng thừng. Bực tức quá không kiềm chế nổi, hắn đã vớ chiếc máy chữ đập vào đầu chị, không ngờ đập quá tay làm Winisa chết ngay tại chỗ. Biết không thể trốn tránh khỏi pháp luật, sau đó Polisa đã đến cảnh sát Barcelona tự thú chờ ngày ra chiếc vành móng ngựa của hắn ta.